Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 41. Ngọc Tiểu Long vừa nghe được câu ấy đã hiểu rằng cái tên này căn bản không coi chuyện mình vừa nói là chuyện quan trọng, cũng vì thế mà cô vô cùng giận dữ, chuyện này có liên quan đến cả mặt mũi của Phó Phong Vân nữa cơ. Nếu như Tề Đẳng Nhàn bị đánh rớt thì Phó Phong Vân sẽ vô cùng mất mặt, những đòn tấn công của nhà họ Triệu cũng sẽ liên tiếp nối đuôi nhau kéo tới. Những con người bình thường đều sẽ vô cùng lo lắng và sốt ruột vì cuộc thi mà Tề Đẳng Nhàn sắp tham gia, duy chỉ có một mình hắn là căn bản không quan tâm chút nào, từ sau khi tới Ma Đô thì hắn tham gia vào chuyện này một chút, nhúng tay vào chuyện kia một chút, chẳng biết sốt cuộc hắn muốn làm gì nữa. Ngọc Tiểu Long vừa xuống xe đã lập tức rời đi ngay, trước khi đi còn quay đầu lại trợn mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn với vẻ dữ tợn. Tề Đẳng Nhàn cười cười, đợi cô đi hẳn rồi lái xe quay về chỗ ở. Tiểu đội Điềm Gở sao? Cũng khá là thú vị đấy. Nếu như mình tiêu diệt được toàn bộ tiểu đội này ngay tại Ma Đô thì hẳn đây sẽ là một tổn thất nặng nề đối với nhà họ Triệu nhỉ? Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ. Để bồi dưỡng nên một tiểu đội Điềm Gở như thế, hẳn là nhà họ Triệu đã phải hao tổn không biết bao nhiêu công sức và của cải. Nếu lần này bọn họ đã sử dụng tiểu đội Điềm Gở thì chắc chắn bọn họ muốn đảm bảo mọi chuyện sẽ không có sai sót nào. Ngọc Tiểu Long chỉ muốn tìm cách cứu viện cho Trần Liệt rồi đưa anh ta tới Nam Dương an toàn, cô không to gan lớn mật như Tề Đẳng Nhàn, nảy sinh ý nghĩ tiêu diệt toàn bộ tiểu đội Điềm Gở để khiến nhà họ Triệu chịu tổn thất nặng nề. Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ một lúc, sau đó bấm điện thoại gọi cho bố mình. Bố à, bố hạ thấp bản thân một chút, đưa 5 người đồ phu, Dạ Ma, Tham Lang, Oán Quỷ và Tiếp Chi đến Ma Đô cho con mượn dùng đi. Tề Đẳng Nhàn cười híp mắt nói. Ha, nghe thấy Tề Đẳng Nhàn điểm danh 5 người này, Tề Bất Ngữ có chút giật mình. Đồ phu và Dạ Ma là lũ biến thái, nhưng bọn họ vẫn thuộc về kiểu biến thái bình thường. Người có biệt hiệu là Tiếp Chi mới thực sự là biến thái đến tột cùng. Hắn ta thích chặt hết tay chân của người khác xuống rồi tự tay ghép lại thành vô số những hình thù kỳ quái, tự gọi đó là nghệ thuật, biến thái đến mức độ này thì có thể coi là số một số hai trên thế giới rồi. Tề Đẳng Nhàn nói, nhà họ Triệu vừa phái đi một đám người tên là tiểu đội Điềm Gở gì gì đó, con nghe Ngọc Tiểu Long nói là tiểu đội Điềm Gở này rất lợi hại, nếu chỉ có một mình con thì sợ là không thể nào đối phó nổi. Tề Bất Ngữ im lặng trầm ngâm, không trả lời Tề Đẳng Nhàn. Ông đang nghĩ trong lòng, nếu thả 5 người này ra cùng một lúc thì có vẻ hơi quá mạo hiểm, quá mức rủi ro. Chỉ cần một người trong số đó chạy thoát thì thiên hạ này cũng sẽ đại loạn tê. Nhất là Tham Lang, anh ta rất giàu hoạt, dù có là ông đích thân dẫn anh ta ra ngoài thì cũng có một chút khả năng rủi ro nhất định. Ai, thế thì bớt đi một chút cũng được, thay đổi một chút so với dự định ban đầu của con cũng được, cái tên Tham Lang không ngoan ngoãn chút nào. Nên đá hắn ta ra khỏi đội ngũ thì hơn. Tề Đẳng Nhàn nói. Tiếp Chi cũng có hơi biến thái quá mức, thôi cũng không cần, 3 người, miễn cưỡng đủ. Chỉ cần Dạ Ma, Đồ Phu và Oán Quỷ thôi, 3 người, ít hơn nữa thì không được. Đến lúc này Tề Bất Ngữ mới đáp ừ một tiếng mà không hề do dự, sau đó cúp điện thoại. Chỉ sợ nhà họ Triệu có nằm mơ cũng không ngờ được rằng Tề Bất Ngữ đã cải tạo nơi khỉ ho cò gáy như nhà tù U Đô thành một dạng chiến khu quân đội, hơn nữa ông và Tề Đẳng Nhàn có thể mang những tên hung thần ác sát bên trong ra sử dụng bất cứ lúc nào. Oán Quỷ cũng không phải nhân vật tầm thường, tuy rằng danh tiếng của anh ta không khoa trương như danh tiếng của Đồ Phu và Dạ Ma nhưng những chuyện anh ta đã gây ra thì lại không kém họ một chút nào. Tề Đẳng Nhàn nghĩ, có 3 người này. Lại thêm bản thân hắn và Ngọc Tiểu Long, vậy là cũng nắm chắc hơn 50% khả năng đối phó được với tiểu đội Điềm Gở đó rồi nhỉ. Mà không, là tiêu diệt toàn bộ mới đúng. Ngọc Tiểu Long chỉ muốn cứu người, Tề Đẳng Nhàn lại chỉ muốn tiêu diệt toàn bộ phe địch, suy nghĩ trong lòng cả hai hoàn toàn khác hẳn với nhau. Chẳng bao lâu sau, Tề Đẳng Nhàn lái xe về đến nhà của Dương Quan Quan. Cô ruột của cô ta là Dương Tú lại lần nữa xuất hiện. Có điều lần này bà ta treo nụ cười rạng rỡ trên mặt, trên tay còn cầm theo 2 bình rượu Mao Đài và một hộp tổ yến. Ấy ra ra, Tề Tổng à, câu không đánh nhau thì không quen biết là đúng lắm. Vừa trông thấy Tề Đẳng Nhàn, Dương Tú đã ngay lập tức đứng dậy chạy tới, nụ cười còn rạng rỡ hơn cả một bông hoa. Tề Đẳng Nhàn cũng đã quen với những con người dễ thay lòng đổi dạ,
hắn khẽ gật đầu cười nói, cô Dương khách sáo quá rồi, đến thì cứ đến, cô còn mang theo quả cáp làm gì nữa vậy? Dương Tú trả lời, ôi tôi ấy à, tôi vốn là loại người mồm miệng xấu xa, những lời tôi nói lúc trước thực sự quá khó nghe, xin cậu đừng nên để bụng làm gì. Hiện giờ Dương Tú phải chính miệng nói ra những lời này, bản thân bà ta cũng cảm thấy có hơi mất mặt, nhưng cũng may là da mặt của bà ta đủ dày, hơn nữa bà ta còn một đứa con gái có thể giúp mình vớt phát được chút sĩ diện. Anh rể à, anh tới tài phiệt Thượng Tinh rồi phải không, tình hình thế nào rồi? Kim Thần Hy chạy đến, có vẻ vô cùng lo lắng. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy thế này cũng khá thú vị, ngày trước đến cả tên của hắn mà Kim Thần Hy cũng lười không muốn gọi, bây giờ thì cô ta lại thân thiết gọi hắn là anh rể. Có điều hắn rất thích kiểu xưng hô như thế này. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi đã đánh cho Choi Chê Ông Han một trận vỡ đầu chảy máu rồi. À! Hai mẹ con Dương Tú và Kim Thần Hy đều bị dọa sợ, chạy đến tận chi nhánh của tài phiệt Thượng Tinh để đánh người ư, hắn thế này cũng ngang ngược quá. Kim Thần Hy còn tưởng Tề Đẳng Nhàn nói muốn đánh cho Choi Chê Ông Han một trận chỉ là nói đùa thôi chứ, cô ta không ngờ cái tên này nói được là làm được, lại còn làm xong cả rồi. Chắc chuyện này sẽ không bị làm to lên chứ, đây chính là tài phiệt Thượng Tinh đấy, là một thế lực nổi tiếng khắp trên thế giới kia mà, Dương Tú lo lắng nói. Có thể có chuyện gì to tát được cơ chứ, cô cứ yên tâm là được. Ngày mai thằng danh con Choi Chê Ông Han còn phải tự mình tới xin lỗi Kim Thần Hy và chị họ của cô ấy nữa. Tề Đẳng Nhàn hờ hững nói. Cũng đúng lúc chúng ta có thể nhân cơ hội này mà sa thải Vương Khai Vũ, để Kim Thần Hy ngồi lên vị trí phó tổng giám đốc. Kim Thần Hy sửng sốt, cô ta nói, vậy thì làm sao mà được cơ chứ, tôi vừa mới gây ra tai họa còn gì, hơn nữa chưa chắc tôi đã đủ năng lực để ngồi lên vị trí kia. Dương Tú vội vàng nói, làm sao mà con không đủ năng lực để ngồi lên vị trí kia được. Con đừng có khiêm tốn quá, cứ yên tâm mà làm phó tổng giám đốc rồi giúp anh rể của con quản lý tập đoàn cho tốt đi. Hơn nữa lần này cũng đâu được tính là con đã gây ra tai họa, chỉ tại cái thằng chim bé kia không biết tốt xấu mà đến trêu chọc các con thôi. Kim Thần Hy thấy mẹ mình lật mặt còn nhanh hơn lật sách thì chỉ biết bất đắc dĩ cười khổ. Cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai cô nhớ phải tới trụ sở tập đoàn đấy. Sau khi xử lý xong chuyện này, tôi sẽ bận một chút chuyện, Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Ừ, được được được, cậu cứ yên tâm đi. Kim Thần Hy còn chưa đáp lời mà Dương Tú đã vội vàng đồng ý liên tục. Đến khi Dương Tú và Kim Thần Hy rời khỏi nơi này thì Dương Quan Quan mới xuất hiện, hiển nhiên là cô ta không muốn gặp Dương Tú cho lắm. Dù sao Dương Tú cũng từng mắng cô ta rất khó nghe. Nếu không phải do mối quan hệ giữa cô ta và em họ của mình vẫn luôn tốt đẹp thì chỉ sợ đến cả cửa nhà này cô ta cũng không cho phép Dương Tú bước vào. Dương Quan Quan không nhịn được mà than thở, lòng người trên thế gian này vốn dễ thay đổi như thế đấy. Tề Đẳng Nhàn nói, đây cũng có phải lần đầu tiên cô hiểu được đạo lý này đâu, có gì hay ho mà cảm thán mãi thế. Cứ làm cho tốt việc của mình là được. Dương Quan Quan lắc đầu rồi lại nói, anh thấy chưa? Lại có người tới tìm anh kìa, từ khi bọn họ biết anh là ông chủ của tập đoàn Goku, đến cả một phút giây yên tĩnh cũng không có. Ngoài cửa vang lên tiếng động cơ, có một chiếc xe dừng lại. Dương Quan Quan chẳng có bạn bè gì ở Ma Đô, những người thân của cô ta cũng chỉ ước gì cô ta có thể chết sớm hơn một chút, cũng vì thế nên sẽ không có bất kỳ ai tới tìm cô ta cả. Người vừa tới chỉ có thể là muốn tìm Tề Đẳng Nhàn. Người đẩy cửa bước vào chính là Án Cường mà Tề Đẳng Nhàn đã gặp lúc trước, còn có một người phụ nữ xinh đẹp mà hắn cũng từng gặp qua. Đó là Tần Đường Ngọc, đệ tử của đà chủ Long Môn Quá Cố ở Ma Đô là Văn Dũng Phu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn thấy hai người này cùng nhau xuất hiện, Tề Đẳng Nhàn ngẩn ra rồi lại nở nụ cười. Thế nào, đến đây lấy lại danh dự sao? Hắn đút hai tay vào trong túi, thờ ơ hỏi. Án Cường vội vàng nói, đương nhiên là không phải rồi, chúng tôi đến đây chỉ vì muốn tới thăm Tề tiên sinh mà thôi. Tần Đường Ngọc cũng chắp tay với Tề Đẳng Nhàn, lần trước tôi thua tâm phục khẩu phục, hiện giờ tôi không còn ý định tìm tới chỗ Tề tiên sinh để báo thù nữa. Huống hồ sư phụ tôi cũng đâu phải là do Tề tiên sinh giết chết. Tề Đẳng Nhàn nói, nhưng dù sao chính tôi cũng đã biến ông ta thành người tàn phế. Nếu ông ta không tàn phế thì nói không chừng ông ta cũng không chết đâu,
cô thực sự không để bụng à? Tần Đường Ngọc cười khổ đáp, nói là không để bụng thì đương nhiên là nói dối, thế nhưng có để bụng thì tôi cũng đâu còn cách nào khác chứ, sao tôi có thể làm gì được anh? Tề Đằng Nhàn gật đầu, câu nói này của cô ta là sự thật. Tuy Tần Đường Ngọc am hiểu những thủ đoạn giết người nhưng với Tề Đằng Nhàn mà nói thì quả thực cô ta chỉ như một đứa trẻ con. Dù sao trong nhà tù U Đô còn giam giữ một tên sát thần, Tề Đằng Nhàn thường tìm sát thần tập luyện cùng nhau, cũng đã sớm thuộc lầu lầu những thủ đoạn kia rồi, muốn đối phó với hắn cũng không phải chuyện dễ dàng gì đâu. Nhà tù là một nơi hỗn loạn, Tề Đằng Nhàn là cảnh ngục quản lý mọi chuyện bên trong đó, dĩ nhiên ít nhiều gì hắn cũng học được một chút. Vậy hai người tới đây tìm tôi là có ý gì? Chỉ đơn thuần muốn tới thăm hỏi thôi sao? Tôi không nghĩ là chỉ đơn giản như vậy đâu. Tề Đằng Nhàn nhìn thoáng qua những món quà mà hai người này xách theo, cười như không cười mà nói. Án Cường và Tần Đường Ngọc liếc nhìn nhau, cả hai không ai trả lời mà cùng đặt quà xuống trước. Một lúc sau, Án Cường mới lên tiếng, là thế này, từ sau khi sư phụ tôi qua đời, tình hình trong nhà trở nên vô cùng khó khăn trắc trở, chúng tôi liên tục bị người ta gây khó dễ, thế nên chúng tôi cần có một chỗ dựa vững chắc. Chẳng phải cựu thiếu đà chủ của các cô, Văn Tư Thuận, là đồ đệ của tông sư Nham Toái Lưu bên phía nước Nhật hay sao? Chẳng phải các cô bảo anh ta đi mời người của sư môn về hỗ trợ thì tốt hơn à? Không phải đồng bào của chúng ta thì chắc chắn có lòng dạ khác. Thiếu đà chủ bái sư Nham Toái Lưu chỉ với mục đích học tập võ công, không phải là để dẫn sói vào nhà. Tần Đường Ngọc lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Sư phụ tôi bị người ta bắn chết, tôi lại bị Tề tiên sinh đánh trọng thương, trong một khoảng thời gian ngắn thì tôi cũng chỉ là phế vật. Về phần Án Cường, cậu ấy vẫn chưa trưởng thành nên chưa đủ bản lĩnh, nếu can thiệp vào thì khó tránh khỏi việc bị người ta đánh chết. Về phần thiếu đà chủ thì lại càng không cần phải nói gì thêm, cậu ấy cũng bị trọng thương, thậm chí nếu không tĩnh dưỡng khôi phục trong vài năm tới thì không thể chạm tới đỉnh cao sức mạnh thêm một lần nào nữa. Tề Đằng Nhàn hỏi lại như có điều suy nghĩ, vì thế nên hai người mới tới đây tìm tôi à, thế nhưng tại sao tôi phải chấp nhận chứ? Tần Đường Ngọc nhìn thoáng qua Dương Quan Quan rồi mới đáp lại, Dương Tiểu Thư vừa mới tới Ma Đô nên địa vị của cô ấy vẫn chưa được vững chắc. Tuy Long Môn chúng tôi là một môn phái nay đã dần suy yếu nhưng chung quy vẫn còn chút vai vế đáng kể. Nếu Tề Tiên Sinh nguyện ý giúp đỡ chúng tôi vượt qua cửa ải khó khăn này, dĩ nhiên chúng tôi cũng sẽ dốc hết lòng giúp đỡ các vị, củng cố địa vị của Dương Tiểu Thư tại Ma Đô, thậm chí là còn hỗ trợ cho cô ấy giành được quyền kiểm soát nhà họ Dương. Hiện giờ tuy Dương Tiểu Thư nhận được sự ủng hộ của anh nhưng dù sao cô ấy cũng thiếu đi sự hỗ trợ từ một thế lực vùng bản địa. Nếu như cô ấy được chúng tôi giúp đỡ thì tất nhiên là như hổ mọc thêm cánh. Tề Đằng Nhàn thầm nghĩ trong lòng, Tần Đường Ngọc cứ nói tới nói lui nhưng thực ra chỉ có mục đích nhắc đi nhắc lại vài sự việc để nhấn mạnh một vấn đề duy nhất. Có điều, nói sao thì nói, những lời này cũng khá là hợp lý. Địa vị của Dương Quan Quan ở Ma Đô vẫn chưa vững, dù có được con rồng ghé qua vùng đất này là Tề Đằng Nhàn hỗ trợ nhưng vẫn thiếu đi sự giúp đỡ của một con rắn bản địa. Cô ta không thể nhúng tay vào rất nhiều phương diện khác nhau. Tuy bây giờ Tề Đằng Nhàn là người đứng đầu chi nhánh Long Môn ở Ma Đô nhưng dù sao hắn vẫn còn chưa chính thức nhận lấy chức vị này, hơn nữa không chừng tình huống ở Long Môn chi nhánh Ma Đô cũng hệt như tình huống ở tập đoàn Goku, đám thành viên cũ cấu kết với nhau để chống lại hắn, hắn lại phải đau đầu nhức óc. Tôi không nghĩ tôi cần đến sự trợ giúp của các người. Dương Quan Quan đứng ở một bên lạnh nhạt nói. Những lời này của cô ta có hơn phân nửa là vì không muốn kéo thêm phiền phức cho Tề Đằng Nhàn. Nếu nhà họ Văn không phải gánh chịu một số nợ quá lớn sau khi Văn Dũng Phu chết thì có lẽ hai người này cũng không cần tìm tới chỗ Tề Đằng Nhàn để cầu xin hắn giúp đỡ. Tề Đằng Nhàn khoát tay ý bảo Dương Quan Quan đừng nói thêm gì nữa, sau đó mỉm cười, nếu hai người đã tìm tới chỗ tôi thì hẳn là hai người đã gặp phải những chuyện vô cùng phiền phức. Nhưng nếu đã muốn tôi làm chỗ dựa vững chắc cho hai người thì hai người cũng phải nói cho tôi biết những chuyện phiền phức đó là chuyện gì chứ nhỉ? Đầu tiên là nhà của sư phụ tôi vẫn còn một khoản nợ lớn chưa thu hồi được, đối phương đã quỵt nợ rồi, sau đó là ngân hàng không ngừng thúc giục, kỳ hạn sắp tới. Nếu chúng tôi không thể đòi được số tiền kia thì toàn bộ tài sản đều sẽ bị ngân hàng tịch thu hết, đến lúc đó thì hẳn là gia đình của sư phụ tôi sẽ phải uống gió Tây Bắc mà sống. Còn nữa,
hai vị phó đà chủ là Giang Sơn Hải và Tống Chí Mai cũng đều ra mặt bức bách, muốn ép chúng tôi phải về dưới trướng họ. Nhưng chuyện về dưới trướng họ cũng đâu phải là chuyện dễ dàng gì, chỉ cần không chú ý thì sẽ rơi vào kết cục tan xương nát thịt. Tần Đường Ngọc bất đắc dĩ phải kể lại toàn bộ tình hình khó khăn trước mắt, cô ta hiểu được một điều rằng nếu không kể rõ mọi thứ thì chắc chắn Tề Đảng Nhàn sẽ không đồng ý. Tề Đảng Nhàn hỏi, vậy thì số tiền đó của sư phụ cô đang nằm trong tay ai? Dù sao cô cũng phải cho tôi biết chứ. Sắc mặt của Tần Đường Ngọc trở nên vô cùng khó coi, cô ta nói, số tiền đó đang nằm trong tay của một trong ba gia tộc đứng đầu Ma Đô, nhà họ Trịnh, ban đầu là do Tam Di Thái đứng đầu nhà họ Trịnh mượn của sư phụ tôi. Tề Đảng Nhàn ngạc nhiên hỏi, đã là thời đại nào rồi mà còn có vợ bé nữa chứ? Án Cường đứng ở một bên nói xen vào, người có tiền thì thích làm gì thì làm mà. Vậy sao? Tề Đảng Nhàn ngạc nhiên không gì sánh được, cứ như thể hắn vừa phát hiện ra đại lục mới. Sau đó hắn mới nhớ ra hình như mình cũng có rất nhiều tiền. Vì thế hắn quay đầu nhìn thoáng qua Dương Quan Quan. Dương Quan Quan vừa mới bắt gặp cái nhìn đó là hiểu ngay rằng Tề Đảng Nhàn đang ôm âm mưu gì, cái tên đàn ông cặn bã chó má kia, chẳng lẽ cô ta còn không đoán được hay sao? Vì thế nên thư ký Dương nhướng đôi lông mày lá liễu, lạnh lùng hỏi, anh muốn cái đếch gì? Tề Đảng Nhàn cười ha ha, nói, không có gì cả, chỉ là tôi nhớ ra rằng mình cũng rất có tiền mà thôi, tôi đâu có nghĩ ngợi điều gì xấu xa, cô đừng chụp mũ cho tôi đấy. Dương Quan Quan cười nhạt. Tề Đảng Nhàn nhanh chóng quăng những suy nghĩ thiếu đứng đắn của mình ra sau đầu, quay mặt về phía hai người kia rồi cười nói, vậy thì hai người thực sự có rất nhiều phiền phức đấy nhỉ? Tần Đường Ngọc nói, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi, chúng tôi cũng không muốn phải đến nhờ vả anh. Chính Quan M Bồ Tát cũng đã nói, nhờ vả người ta thì chẳng bằng nhờ vả chính mình. Án Cường cũng gật đầu, họ đâu còn cách nào khác cơ chứ, Văn Dũng Phu đã chết. Văn Tư Thuận lại bị Tề Đảng Nhàn đánh cho trọng thương thành như vậy, Tần Đường Ngọc cũng đã mất sức chiến đấu, tất cả những trụ cột chủ chốt của Văn Dũng Phu đều đã trở nên vô dụng cả rồi, nếu không hạ mình cầu xin người khác thì sớm muộn gì cũng sẽ bị nuốt sạch cả da lẫn xương. Vậy thì được rồi, từ nay về sau các người phải nghe theo mệnh lệnh của tôi. Tề Đảng Nhàn thản nhiên nói. Chúng tôi tới đây để tìm một chỗ dựa vững chắc, chứ đâu phải đến xin được, làm chó cho anh. Gương mặt của Tần Đường Ngọc đỏ lên, cô ta nhịn mãi rồi mới nói ra một câu như vậy. Tề Đảng Nhàn bèn duỗi tay ra, một miếng ngọc mã não xuất hiện trước mắt cô ta. Trông thấy miếng ngọc mã não này, Tần Đường Ngọc ngẩn người, Án Cường đứng ở một bên cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Tề Đảng Nhàn nói, tôi không yêu cầu các người làm chó cho tôi chỉ mong muốn hai người sẽ thành thật nghe theo những mệnh lệnh mà tôi đưa ra. Làm việc cho tôi, bởi vì bây giờ tôi đã là người đứng đầu Long Môn chi nhánh Ma Đô. Gương mặt của Tần Đường Ngọc cứng đờ, đây là thứ mà anh đã giành được từ chỗ sư phụ tôi sao? Tề Đảng Nhàn cười nhạt, khinh bỉ nói, thứ này là do Tổng hội trưởng Lý Hà Đồ của các cô tự mình đưa cho tôi đấy. Ông ta khóc lóc van xin tôi đảm nhận chức đà chủ của Long Môn chi nhánh Ma Đô, nếu không thì tôi cũng chẳng thèm dính vào mấy thứ rắc rối này đâu. Nghe thấy những lời này, hai người kia quay sang nhìn nhau rồi vội vàng cúi người xuống và chắp tay nói, xin bái kiến đà chủ. Tề Đảng Nhàn tung hứng miếng ngọc mã não trong tay rồi tiện thể nhét vào trong túi, nói, nếu là chuyện phiền phức từ thời cựu đà chủ để lại thì tôi cũng đành giải quyết thay vậy, hai người cứ yên tâm quay về đi. Vâng. Cả hai người kia đều tỏ ra vô cùng cung kính, cùng đồng thanh đáp một tiếng rồi chậm rãi rời đi. Tề Đảng Nhàn cũng lo lắng về việc kiểm soát Long Môn chi nhánh Ma Đô, vì thế nên hắn mới chấp nhận yêu cầu của hai người này, ít nhất thì hắn có thể nắm giữ thế lực còn sót lại của Văn Dũng Phu mà không cần tốn quá nhiều công sức. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, dù có ra sao đi chăng nữa thì Văn Dũng Phu cũng là cựu đà chủ, thế lực còn sót lại của ông ta cũng vô cùng đáng để cân nhắc, nếu không thì Tống Chí Mai và Giang Sơn Hải đã chẳng tranh giành bọn họ kịch liệt đến như vậy. Dương Quan Quan thì nghiêng đầu nhìn Tề Đảng Nhàn rồi hỏi, chắc không phải do anh cảm thấy người phụ nữ này rất xinh đẹp đấy chứ? Tề Đảng Nhàn trả lời, có cái rắm ấy, nếu không phải tôi cân nhắc đến việc cô chưa có địa vị đủ vững chãi ở Ma Đô thì tôi cũng chẳng thèm tiếp đãi bọn họ đâu. Dương Quan Quan không nhịn được mà mỉm cười, được rồi, tôi tán thành quyết định lần này của anh.
Tề Đẳng nhàn nói, một khi còn ở Ma Đô, tôi sẽ luôn luôn đặt lợi ích của cô lên vị trí đầu tiên, cô cứ việc yên tâm là được. Dương Quan Quan nghe những lời ấy thì ngây ngẩn cả người, khóe miệng nhếch lên thành một độ cong ngọt ngào, cô ta nói, câu này êm tai đấy, anh có thể nói thêm một vài câu tương tự. Cô không giữ chữ tín thì ông đây cũng chẳng thèm nhiều lời đâu. Tề Đẳng nhàn trả lời với vẻ vô cùng keo kiệt. Dương Quan Quan tức giận tới nỗi không còn gì để nói thêm nữa, nếu còn nói với hắn thêm một hai câu thì chẳng phải cô ta sẽ lại càng dễ bị hắn ta lừa vào chồng hay sao? Có điều Dương Quan Quan cũng lười không muốn nói chuyện với loại thẳng nam sắt thép keo kiệt đào hoa này, loại người như Tề Đẳng nhàn thì tốt nhất là nên làm hòa thượng cả đời luôn đi. Trong lòng Dương Quan Quan có chút khinh thường, cái tên này đấy, trước đây hắn còn than thở là hắn có IQ thấp cơ mà. Sáng hôm sau Tề Đẳng nhàn vẫn dậy từ khi trời còn rất sớm hệt như mọi ngày, đừng thấy hắn tỏ ra thản nhiên ngoài mặt mà lầm. Thực ra trong khoảng thời gian gần đây bề ngoài hắn có thả lỏng nhưng thực ra bên trong thì siết chặt lại, ngày nào cũng chăm chú luyện công. Cả trạng thái về tinh thần và thể xác của Tề Đẳng nhàn đều chạm tới một đỉnh cao từ trước đến nay chưa từng có. Tề Đẳng nhàn chỉ dạy cho Dương Quan Quan tập hết một bài thái cực quyền, sau đó truyền thụ lại cho cô ta một chút suy nghĩ của mình, cuối cùng một buổi sáng luyện công của hôm nay cũng kết thúc. Đi nào, tới tập đoàn thôi. Hôm nay tôi phải xử lý triệt để chuyện sa thải người cũ và đưa người mới lên nhậm chức. Tề Đẳng nhàn mặc quần áo chỉnh tề, lạnh nhạt nói. Anh có chắc chắn là Choi Cheong Han sẽ đến xin lỗi không vậy? Nếu như anh ta không đến thì chẳng khác gì anh bị chơi khăm cả. Dương Quan Quan chân thành nói. Nghe xong những lời này, Tề Đẳng nhàn cũng cảm thấy rất buồn cười. Hắn lắc đầu đáp, nếu như anh ta không đến à? Nếu như anh ta không đến thì Tôn Dĩnh Thục cũng sẽ ép anh ta phải đến. Dương Quan Quan cũng không hỏi nhiều thêm nữa, chỉ lập tức theo bước Tề Đẳng nhàn đến tập đoàn Goku. Tề Tổng à, không phải cậu nói cậu sẽ giải quyết được vấn đề hợp tác giữa tập đoàn chúng ta và Tài Phiệt Thượng Tinh sao? Thế nào, cậu đã giải quyết được chưa thế? Vương Khai Vũ vừa nhìn thấy Tề Đẳng nhàn đã nở nụ cười mỉa mai chào phúng. Giải quyết được rồi. Tề Đẳng nhàn nhìn Vương Khai Vũ, trên mặt không có biểu cảm nào, trả lời câu hỏi của ông ta. Vương Khai Vũ phá lên cười đầy khinh miệt, những người nắm giữ chức vụ cao còn lại cũng lắc đầu. Hôm qua Tề Đẳng nhàn nói là đi giải quyết nhưng bọn họ lại không thấy bên phía Tài Phiệt Thượng Tinh có bất cứ động tĩnh gì, thế nên bọn họ đoán hơn phân nửa là Tề Đẳng nhàn lại ba hoa khoác lác mà thôi. Hôm nay bọn họ muốn nhìn xem Tề Đẳng nhàn sẽ làm gì để cứu vãn danh dự cho mình. Vương Khai Vũ nhất định phải đòi cho bằng được một kết quả từ chỗ Tề Đẳng nhàn, ông ta phải nắm chắc cơ hội này để dồn hắn vào chỗ chết, hạ thấp uy tín và danh dự của hắn, tiến thêm một bước trong quá trình khiến hắn đánh mất quyền lực. Những người còn lại nắm giữ chức vụ cao cũng đều nằm trong trạng thái gió chiều nào theo chiều ấy, ai có thể khiến tập đoàn ổn định, ai có thể giúp tập đoàn kiếm thật nhiều tiền, vậy thì dĩ nhiên bọn họ sẽ đứng về phía người đó. Vương Khai Vũ giơ hai tay ra, giải quyết được rồi à? Vậy thì người của phía Tài Phiệt Thượng Tinh đâu rồi, quyết định của phía chính phủ đâu rồi? Tề Tổng à, tập đoàn Goku chúng ta cần một ông chủ có khả năng nhìn xa trông rộng chứ đâu có cần một ông chủ biết ba hoa khoác lác. Những lời mà ông ta nói khiến các nhân viên cùng cười trộm, đây là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến cảnh một ông chủ bị cấp dưới của mình là một phó tổng giám đốc khiêu khích như vậy. Phó Minh Tinh thấp giọng ho khan hai tiếng, cậu ta có cảm giác Vương Khai Vũ có hơi quá khích rồi, nếu bây giờ Tề Đẳng nhàn xấu mặt tới mức không thể cứu vãn lại danh dự thì sau này cục diện giữa họ cũng sẽ không được tốt đẹp là bao. Đánh mất quyền lực thì thôi đi, nhưng cũng không thể khiến ông chủ quá mất mặt được. Tình hình của tập đoàn Goku hiện giờ quả thực rất giống với vương triều thời cổ đại, quân vương muốn nắm quyền hành nhưng các đại thần thì lại không muốn trường hợp ấy xảy ra. Tất cả đều cấu kết với nhau để khiến quân vương dần dần đánh mất quyền lực. Còn quân vương thì sao, mặc dù không có chút quyền lực nào trong tay nhưng lại được chứng kiến cảnh tượng đất nước bình an, dân chúng giàu mạnh, có thể được người đời sau ghi tên trong sử sách, vậy thì quân vương cũng nên nhận lấy. Phó Minh Tinh thầm nghĩ như vậy trong lòng, hẳn là chuyện những nhân viên cũ và vấn đề xích mích với Tài Phiệt Thượng Tinh lần này đã trở thành một đòn đả kích lớn với uy tín của Tề Đẳng nhàn, khiến hắn lâm vào thế khó. Trong ngày hôm nay Choi Cheong Han sẽ đích thân tới tập đoàn xin lỗi, hợp đồng giao dịch giữa bọn họ và chúng ta cũng sẽ được khôi phục.
Tê Đằng nhàn nói. Vậy sao? Vương Khai Vũ nở nụ cười nghiền ngẫm. Vậy thì tại sao một người bạn của tôi ở Tài Phiệt Thượng Tinh lại báo tin cho tôi rằng Tề Tổng đã chạy tới chi nhánh của người ta để đánh cho Tổng Giám Đốc Choi một trận vậy nhỉ? Ông ta vừa mới dứt lời, tất cả mọi người ở hiện trường đều ồ lên. Bọn họ đều nhìn Tề Đằng Nhàn bằng ánh mắt khiếp sợ, cứ như thể đang nhìn một người vô cùng ngu ngốc. Tề Đằng Nhàn chạy tới chi nhánh của Tài Phiệt Thượng Tinh rồi đánh cho Choi Chê Ông Han một trận như tử. Vậy mà bây giờ hắn lại nói rằng vấn đề hợp tác sẽ được khôi phục, thậm chí Choi Chê Ông Han sẽ xin lỗi bọn họ sao? Diễn biến kiểu gì mà lạ quá vậy? Đã đánh người ta rồi mà còn muốn người ta tìm tới cửa xin lỗi mình sao? Tề Đằng Nhàn trả lời, không sai, chính tay tôi đã đánh cho thằng chim bé ngu ngốc đó một trận đấy, có chuyện gì không? Vương Khai Vũ cười lạnh nói, Tề Tổng à, bây giờ cậu đã là ông chủ của tập đoàn Goku chúng tôi. Mọi lời nói và cử chỉ của cậu đều là đại diện cho tập đoàn Goku cả về hình tượng và tiềm năng đấy. Chỉ vì người ta không muốn hợp tác với chúng ta mà cậu chạy đến đó đánh cho người ta một trận, vậy thì sau này còn có ai nguyện ý hợp tác với tập đoàn của chúng ta nữa cơ chứ? Cậu đánh người ta thì thôi đi, cậu lại còn chạy về tập đoàn với ý định lừa dối mọi người nữa, dám bốc phét là chuyện này đã được giải quyết rồi à, cậu có tự thấy buồn cười hay không vậy? Theo tôi thấy thì cậu chỉ hợp làm một ông chủ thôi chứ không hợp tham gia vào bất cứ hoạt động quản lý nào đối với tập đoàn chúng ta đâu. Lời nói của Vương Khai Vũ lập tức lôi kéo được sự đồng tình của tất cả mọi người, bọn họ đều rối rít khen rằng ông ta phát biểu rất có lý. Phó Minh Tinh ngạc nhiên hỏi, Tề Tổng à, cậu thực sự đã chạy tới chi nhánh của Tài Phiệt Thượng Tinh để đánh cho Choi Chê Ông Han một trận sao? Tề Đằng Nhàn đáp lại, ban nãy tôi đã trả lời một lần rồi còn gì? Sao cậu vẫn còn hỏi nữa? Phó Minh Tinh không còn gì để nói. Tất cả mọi người cũng không còn gì để nói, đây là loại ông chủ ngu ngốc nào thế này, tại sao hắn có thể hoàn toàn không để tâm tới lợi ích của tập đoàn mà chỉ chiều theo ý thích nhất thời của bản thân mình như vậy? Tề Tổng à, Choi Chê Ông Han không phải là người nước hoa của chúng ta đâu đấy, nếu như chuyện này bị làm to tới tận chỗ đại sứ quán thì sẽ trở thành mâu thuẫn quốc tế. Nếu tập đoàn Goku của chúng ta bị cuốn vào mâu thuẫn quốc tế thì hậu quả sẽ là gì, chẳng lẽ cậu còn chưa biết rõ hay sao? Vương Khai Vũ được một tấc lại muốn thêm một thước, ép sát Tề Đằng Nhàn từng bước một. Tề Tổng à, nếu cậu không biết quản lý tập đoàn thì cũng đừng nhúng tay vào nữa, cậu đang đạp đổ chén cơm của tất cả mọi người đấy. Đúng vậy, Tề Tổng đây thì có nhiều tài sản rồi. Cậu có thể không để tâm đến chút tiền bạc còn con của tập đoàn Goku nhưng tất cả mọi người đều phải dựa vào tập đoàn này mới kiếm sống được. Theo tôi nghĩ thì Tề Tổng nên ủy quyền đi, trong khoảng thời gian cậu chưa lộ mặt thì tập đoàn Goku của chúng tôi vẫn hoạt động rất tốt, không có bất cứ lỗi lầm nào cả. Đúng đúng đúng, Tề Tổng à, cậu cứ làm một ông chủ bù nhìn ngồi đếm tiền thôi là được, nếu như vậy thì có khi tập đoàn còn kiếm được nhiều tiền hơn ấy chứ. Những người đứng phía sau chăm miệng một lời cùng lên tiếng, phe của Tề Đằng Nhàn bắt đầu rơi vào tình thế vô cùng bất lợi. Kim Thần Hy đứng ở một bên chứng kiến cảnh tượng ấy, gần như sốt ruột đến mức toát mồ hôi, này này này, rốt cuộc chuyện này là sao đây, Tề Đằng Nhàn nói là anh ta sẽ giải quyết cơ mà, còn bảo nội trong hôm nay anh ta sẽ sa thải Vương Khai Vũ nữa, vậy thì tại sao tình hình lại thành ra thế này cơ chứ? Vương Khai Vũ nói, Tề Tổng à. Chắc cậu cũng nghe được rồi đúng không? Đây là ý nghĩ của tất cả mọi người, là điều mà tất cả mọi người cùng mong muốn đấy. Tề Đằng Nhàn híp mắt cười cười, nếu là cái loại mong muốn của đồ ngu xuẩn như ông, thì dù ông đây có phải giải tán tập đoàn Goku, thậm chí dù ông đây có lỗ nặng đi chăng nữa, cũng không thể để ông được như ý nguyện được. Trong tình huống thế này, những lời mà Tề Đằng Nhàn vừa mới nói ra có vẻ không được thích hợp cho lắm. Nhưng con người của hắn vốn là như vậy. Không phải tự dưng mà vô số người gọi hắn là lưu manh. Lần này câu nói của Tề Đằng Nhàn đã khiến rất nhiều người tức giận, tất cả đều giận dữ nghĩ, làm gì có ai làm ông chủ mà như vậy cơ chứ? Vương Khai Vũ cũng ngẩn người, ông ta không ngờ chỉ vì cái thứ gọi là mặt mũi mà Tề Đằng Nhàn lại muốn đâm đầu vào tình cảnh cá chết lưới rách. Cậu muốn chúng ta cùng cá chết lưới rách đấy à? Vương Khai Vũ không nhịn được mà trầm giọng nói. Sắc mặt của ông ta cũng vô cùng khó coi. Cá chết lưới rách, ông vẫn chưa xứng được sử dụng câu này đâu. Tề Đằng Nhàn lắc đầu bật cười.
Thân phận của Vương Khai Vũ và Tề Đẳng Nhàn căn bản không ngang hàng với nhau, bốn chữ cá chết lưới rách này quả thực là không thích hợp. Phó Minh Tinh cũng không kìm nén được nỗi tức giận, cậu ta nói, Tề Tổng à, xin cậu hãy nghĩ lại đi, tập đoàn Goku chứa đựng tâm huyết của biết bao nhiêu con người đấy. Tề Đẳng Nhàn nói, vậy thì tiện thể đây tôi sẽ nói luôn, sẽ không ai gặp khó khăn về tài chính cả. Nhưng về phần Vương Tổng thì tôi thực sự không thể tha thứ được. Trong lúc họ nói chuyện với nhau, một bóng người thất tha thất thểu bước vào giữa văn phòng của tập đoàn Goku, mọi người định thần nhìn lại, chính là Choi Cheong Han chứ không phải ai khác. Choi Cheong Han lúc này đâu còn dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày nữa. Đầu của anh ta gần như bị băng gạc quấn kín, trông có vẻ chật vật không chịu nổi, cứ như một xác ướp vừa mới bò ra từ cái kim tự tháp nào đó vậy. Là Choi Cheong Han kìa, ôi chao! Sao cậu ấy lại bị đánh ra nông nỗi thê thảm như vậy chứ? Tề Tổng đã ra tay phải không? Cậu ta điên rồi. Ai bảo chúng ta lại có một ông chủ nóng tính, dễ nổi giận, làm việc thì không có đầu óc như vậy chứ? Chúng ta cũng đâu còn cách nào khác. Sau khi nhìn thấy Choi Cheong Han, tâm trạng của các nhân viên không hẹn mà cùng trở nên u ám. Vương Khai Vũ vội vàng bước tới đỡ Choi Cheong Han đứng thẳng dậy rồi nói, Tổng Giám Đốc Choi à, xin cậu bớt giận. Một mình cậu ta tự tung tự tác không có nghĩa là toàn bộ tập đoàn Goku chúng tôi cũng. Nhưng Choi Cheong Han lại đẩy Vương Khai Vũ ra, chỉ nghe bộp một tiếng, anh ta đã quỳ xuống trước mặt hai người Kim Thần Hy và Dương Quan Quan. Cảnh tượng này khiến khuôn mặt của tất cả mọi người có mặt tại hiện trường cứng lại. Khóe miệng của Vương Khai Vũ cũng run run, ông ta không thốt ra nổi một câu nào nữa. Vừa rồi ông ta đã thể chết đi sống lại với ý chí hừng hực rằng mình muốn nhân cơ hội này để khiến Tề Đẳng Nhàn đánh mất quyền lực. Nhưng lúc này chính chủ trong cuộc là Choi Cheong Han xuất hiện, vừa mới xuất hiện đã quỳ xuống, thậm chí còn chưa kịp nói câu nào. Kim tiểu thư, Dương tiểu thư, tất cả đều là lỗi của tôi là loại súc vật, lẽ ra tôi không nên ăn nói lung tung, xin các cô hãy tha thứ cho tôi. Choi Cheong Han nói bằng giọng nghẹn ngào, hai tay đặt ở phía trước. Sau đó anh ta dập đầu thật mạnh. Kim Thần Hy ngẩn cả người, cô ta thực sự không ngờ rằng sau khi bị Tề Đẳng Nhàn đánh cho một trận thì Choi Cheong Han sẽ thực sự tìm tới tập đoàn để xin lỗi họ, hơn nữa còn là xin lỗi bằng cách quỳ gối dập đầu, những chuyện đang xảy ra trước mắt thực sự đã vượt quá giới hạn nhận thức của cô ta. Về phần Dương Quan Quan thì cô ta đã quen rồi, chẳng phải chuyện Tề Đẳng Nhàn muốn dạy dỗ một tên Choi Cheong Han cũng chỉ là chuyện nhỏ dễ như trở bàn tay thôi hay sao? Sao nào, không muốn chơi cả cặp chị em xinh đẹp như hoa nữa à? Chẳng phải anh tự xưng là khách quý của nước hoa chúng tôi hay sao? Dương Quan Quan cười lạnh hỏi. Tôi không dám nữa, tất cả đều là lỗi của tôi là một thằng ngu rẻ rách. Choi Cheong Han lớn tiếng nói, đến cả giọng của anh ta cũng run rẩy. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn anh ta không cam lòng, nhưng anh ta lại không thể không nghe theo mệnh lệnh của Tôn Dĩnh Thục. Tề Đẳng Nhàn và Tôn Dĩnh Thục đã trở mặt với nhau đến mức như vậy, Tôn Dĩnh Thục thực sự không dám đánh cược điều gì, hơn nữa mối quan hệ giữa Tôn Dĩnh Thục và nhà họ Choi đã gay mắt tới mức độ này, thực sự không thích hợp để phát sinh thêm rắc rối gì nữa. Dương Quan Quan hừ lạnh một tiếng, cũng lười chẳng muốn nói chuyện gì thêm với loại người như Choi Cheong Han. Choi Cheong Han quay đầu lại nói với Tề Đẳng Nhàn, Tề Tổng à, tôi đã xin lỗi rất chân thành rồi. Cậu có thể bỏ qua cho tôi được không? Ngay cả hợp đồng giữa tập đoàn Goku và Tài Phiệt Thượng Tinh cũng sẽ được tiếp tục tiến hành, sau này tôi sẽ không tiếp tục nhúng tay vào nữa, tất cả mọi chuyện đều sẽ do bác gái của tôi chỉ đạo. Tề Đẳng Nhàn gật đầu nói, được rồi, anh mau cút đi. Choi Cheong Han bò dậy, không nói thêm bất cứ lời nào mà chỉ quay đầu bước đi, bộ dạng thất tha thất thểu khiến người ta nhìn mà thấy có chút thương cảm. Kim Thần Hy thầm run rẩy trong lòng, cô ta nghĩ, không ngờ anh ta có thể đánh người ta ra nông nỗi thê thảm như thế này, anh rể của mình thực sự là một người rất dữ tợn. Có điều nếu như anh ta không dữ tợn đến vậy thì chị họ của mình cũng chưa chắc có thể đứng vững gót chân ở Ma Đô, nếu muốn đối phó với nhà họ Dương thì phải nhờ đến loại người hung ác như vậy chứ. Các nhân viên và những người nắm giữ chức vụ cao của tập đoàn Goku cũng đều ngẩn người ra ngay tại chỗ, tất cả bọn họ đều ngơ ngác. Chưa một ai hiểu được rằng rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Được rồi, ông hãy mau nhường lại cổ phần của tập đoàn rồi thu xếp chào tạm biệt mọi người đi, tôi có thể trả cho ông một chút tiền lương nữa.
Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại hờ hững nói với Vương Khai Vũ. Nét mặt của Vương Khai Vũ cứng ngắc, hai gò má của ông ta liên tục run run. Ngày hôm qua Vương Khai Vũ đã nói quá nhiều điều, ông ta muốn ép cho Tề Đẳng Nhàn không còn đường lui trước mặt bao nhiêu con người như vậy, nhưng ông ta đâu thể ngờ được rằng Tề Đẳng Nhàn người ta thực sự có thể giải quyết được chuyện của Tài Phiệt Thượng Tinh. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, ông cũng có thể thử nuốt lời xem, có điều ông phải nghĩ cho thật kỹ về hậu quả, ông cứ nhìn bộ dạng kia của Choi Cheong Han rồi nghiêm túc quyết định. Rõ ràng Tề Đẳng Nhàn đang cảnh cáo Vương Khai Vũ, bất cứ ai sáng suốt đều hiểu được điều đó. Những người đứng xung quanh Vương Khai Vũ đều nhanh chóng tản ra như thể ông ta là bệnh dịch truyền nhiễm vậy. Đúng như những gì mà Tề Đẳng Nhàn đã dự đoán, một khi hắn đã giải quyết được sự việc liên quan tới Tài Phiệt Thượng Tinh thì tất cả mọi người sẽ thấy tập đoàn có thể ổn định lại, cũng có thể kiếm được thật nhiều tiền, vậy thì đương nhiên bọn họ sẽ nguyện ý đi theo ông chủ là hắn, liệu còn ai muốn hưởng ứng theo lời của một phó tổng giám đốc như Vương Khai Vũ cơ chứ? Phó Minh Tinh cũng bước ra từ phía sau và nói, Vương Tổng này, ông phải giữ đúng lời hứa đi, mọi người cũng không thể giúp được gì cho ông đâu. Đôi môi của Vương Khai Vũ run rẩy, ông ta chậm rãi đáp lại, tôi biết rồi. Tề Đẳng Nhàn đảo mắt nhìn sang, lạnh lùng nói, bây giờ tôi sẽ đề cử Phó Quản lý Kim Thần Hy lên nhậm chức Phó Tổng Giám Đốc thay cho Vương Khai Vũ, ai tán thành, ai phản đối nào. Không một ai ở hiện trường dám lên tiếng chứ đừng nói đến chuyện phản đối hắn. Làm gì có ai dám phản đối cơ chứ, chỉ sợ Tề Đẳng Nhàn sẽ thực sự sẽ dùng một cước đá người ta bay ra khỏi cửa giống như trong phim điện ảnh vậy. Chúc mừng Phó Tổng Giám Đốc Kim. Không biết là ai dẫn đầu quát to lên một tiếng, sau đó tiếng vỗ tay vang lên. Chỉ trong thoáng chốc mà tiếng vỗ tay đã kéo tới như thủy triều. Kim Thần Hy ngẩn người ra ngay tại chỗ, khuôn mặt đỏ bừng lên như quả cà chua. Cô ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày một bước lên mây như hiện tại. Tề Đẳng Nhàn quay đầu về phía Kim Thần Hy rồi nói, cô hãy làm việc cho tốt đi, đừng có phụ lòng tôi vì đã đề bạt cô, nếu cô có vấn đề thì không hiểu thì cứ thoải mái bàn luận với chị họ của cô bất cứ lúc nào, cô ấy cũng có năng lực lắm đấy. Kim Thần Hy trả lời, vâng thưa anh rể, nhất định tôi sẽ nỗ lực. Dương Quan Quan đứng ở bên cạnh đó mỉm cười vỗ tay. Giờ phút này cô ta thấy trong lòng mình có chút ấm áp, cũng có chút cảm động. Cô ta không nhịn được mà mơ về một ngày bản thân cũng có thể giúp đỡ những người mà mình quan tâm. Tuy sự trợ giúp lần này là do một tay Tề Đẳng Nhàn mang lại, nhưng cô ta cũng không coi mình như người ngoài. Vương Khai Vũ tạm thời rời khỏi cương vị công tác với vẻ mặt dầu dĩ như cha mẹ chết, với ông ta mà nói thì sự việc ngày hôm nay chẳng khác gì một đòn đánh nặng nề khiến ông ta váng đầu hoa mắt. Này tên ngu ngốc kia, ông biết rõ Tề Tổng là ông chủ của chúng ta mà còn dám làm trái lời của Tề Tổng, ông muốn chết đấy à? Phải đấy, loại người thế này đúng là không biết tốt xấu, không biết sống chết gì hết, đáng đời ông ta. Lúc này thì tình hình đã hoàn toàn thay đổi, những người vừa rồi còn khen ngợi Vương Khai Vũ bây giờ lại mỉm cười khinh thường ông ta. Xã hội hiện thực này chính là như thế đó, thắng thì làm vua, thua thì làm giặc. Đối với Tề Đẳng Nhàn thì việc giải quyết tình hình khó khăn trước mắt của tập đoàn Goku và nhân tiện sa thải Vương Khai Vũ ra khỏi tập đoàn này cũng không phải là thành tựu gì đáng nói. Ánh mắt của hắn chỉ hướng về phía Dương Quan Quan, thư ký Dương có tâm trạng tốt như vậy, thế thì hẳn là nếu hắn đề nghị chuyện đó vào ngày hôm nay thì chắc chắn cô ta sẽ đồng ý phải không? Được, hội chứng E thấp lại bắt đầu phát tác rồi. Tề Đẳng Nhàn mở một buổi hội nghị trong nội bộ của tập đoàn Goku. Nội dung của hội nghị chủ yếu là được giao cho thư ký Dương Quan Quan chủ trì. Tuy Từ Ngạo Tuyết đã từng nói rằng năng lực kinh doanh của Dương Quan Quan rất có vấn đề nhưng năng lực làm việc của cô ta quả thực là không tệ, thậm chí còn là ngược lại mới đúng, Tề Đẳng Nhàn hiểu rất rõ điều đó. Sau khi buổi hội nghị kết thúc, Tề Đẳng Nhàn thông qua điện thoại để kể lại tình hình trước mắt cho Hướng Đông Tinh. Dạo gần đây tâm trạng của Hướng Đông Tinh cũng không phải là quá tốt. Cô ta chỉ lạnh lùng trả lời hắn vài câu rồi lập tức cúp điện thoại. Tề Đẳng Nhàn nghĩ hơn phân nửa là do việc A Phúc bị bệnh liệt giường cũng nên, thật không biết nếu như cô ta biết về chân tướng thực sự thì cô ta sẽ có suy nghĩ như thế nào. Cuộc điện thoại với Hướng Đông Tinh vừa mới kết thúc thì Tề Đẳng Nhàn lại nhận được một cuộc điện thoại mới từ phía Ngọc Tiểu Long. Anh đã xử lý chuyện tập đoàn xong chưa vậy,
chắc là bây giờ anh cũng làm màu đủ rồi chứ gì. Có phải anh nên đi tham gia cuộc thi khảo sát rồi hay không? Ngọc Tiểu Long lạnh lùng hỏi. Ê này, cô giám sát tôi đấy à? Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà sửng sốt rồi giận dữ nói. Giọng nói của Ngọc Tiểu Long lạnh lẽo như băng tuyết, cô hỏi lại, anh nói cái gì cơ? Tề Đẳng Nhàn ngẩn người nói, tôi nói năng có dấu chấm câu đàng hoàng đó nha, cô đừng hiểu lầm lời tôi vừa nói được không vậy? Ngọc Tiểu Long nói, anh mau giải quyết vấn đề thi khảo sát đi, đừng lãng phí thời gian thêm một giây một phút nào nữa. Phía bên tôi thời gian đang rất gấp gáp, tôi không biết bao giờ bọn họ sẽ đưa Trần Liệt đi, chúng ta cần phải chuẩn bị để hành động bất cứ lúc nào. Tề Đẳng Nhàn đáp lại, được rồi được rồi được rồi, bây giờ cô hãy cho Long Á Nam tới đón tôi đi, tôi sẽ đi ngay lập tức, được chưa? Ngọc Tiểu Long nói, anh ở tập đoàn mà đợi đi. Tề Đẳng Nhàn gọi Dương Quan Quan tới, nói với cô ta, tôi sắp tới tham gia cuộc thi khảo sát, cô có muốn đi không? Đương nhiên là tôi muốn đi rồi. Dương Quan Quan tỏ ra vô cùng hưng phấn, bây giờ cô ta không muốn bỏ qua bất cứ cuộc chiến đặc sắc nào hết. Nhưng tôi lại không muốn đưa cô đi theo. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói. Tại sao cơ chứ? Dương Quan Quan tỏ vẻ không vui chút nào. Bởi vì cô không giữ chữ tín. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Trên đầu Dương Quan Quan hiện ra đầy vạch đen, cô ta không nhịn được mà thở dài, đồ IQ thấp. Tề Đẳng Nhàn giận dữ nói, giữa hai chúng ta thì rốt cuộc ai là người có IQ thấp chứ, trong lòng cô không hiểu rõ à? Dương Quan Quan nói, tôi mặc kệ, chính anh là người đã đồng ý sẽ cho tôi đi xem anh chiến đấu mà, tôi nhất định phải làm được, anh đừng có trêu chọc tôi nữa. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi đâu có gì tốt đẹp đâu, thôi tôi cũng mặc kệ đấy. Dương Quan Quan cảm thấy vô cùng tủi thân, cô ta dậm chân xuống sàn một cái, vậy rốt cuộc anh muốn thế nào? Tề Đẳng Nhàn cảm thấy bộ dạng này của cô ta vô cùng dễ thương, bèn đứng dậy, bước tới gần rồi đưa tay nâng cằm cô ta, nở một nụ cười mà hắn tự cho là cực kỳ quyến rũ, rốt cuộc tôi muốn gì, chẳng lẽ trong lòng thư ký Dương còn chưa biết rõ? Nếu muốn lấy ví dụ cho việc vẽ hổ thành chó, bắt chước không ra thể thống gì, Tề Đẳng Nhàn nhất định sẽ là người đứng số một. Hắn suốt ngày tỏ ra mình là một tổng giám đốc bá đạo, chỉ tiếc là chưa bao giờ đạt được tới mức độ đó. Đừng có tái máy tay chân, chúng ta thực sự không quen biết gì nhau cả. Dương Quan Quan vừa đập rớt tay hắn ra khỏi mặt mình vừa hừ lạnh. Tề Đẳng Nhàn cũng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước mà giang tay ôm lấy cô ta vào lòng rồi nói, nếu hôm nay tôi thành công vượt qua kỳ thi khảo sát thì có phải chúng ta nên ăn một bữa thật ngon, uống chút rượu thật ngon rồi lại tiếp tục ăn mừng không nhỉ? Nghe những lời ấy, Dương Quan Quan thầm nghĩ cuối cùng cái tên này cũng biết điều hơn một chút. Bèn đáp lời, còn phải xem anh thể hiện như thế nào đã. Nhưng thực ra cứ mỗi lần tiếp xúc gần gũi với Tề Đẳng Nhàn là trái tim cô ta lại rung động, cô ta không biết nên diễn tả cảm giác này ra sao nữa. Lần này IQ của Tề Đẳng Nhàn lại rất cao, hắn nắm bắt được cảm xúc trong ánh mắt của Dương Quan Quan ngay lập tức, vì vậy nên hắn chậm chậm cúi sát vào cô ta mà không hề do dự. Dương Quan Quan nhắm hai mắt lại. Đôi môi đỏ mỏng cũng ngoan ngoãn hé mở. Này, lát nữa cô theo tôi tới một nơi đi. Sau khi tách ra, Tề Đẳng Nhàn hắng giọng một cái rồi nghiêm túc nói vậy. Dương Quan Quan không thể không lườm hắn một cái, cô ta vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn cho lắm, đúng là kỳ lạ thật. Chẳng bao lâu sau là Long Á Nam đã gọi điện thoại tới, cô ta nói cô ta đã tới tập đoàn Goku. Tề Đẳng Nhàn bèn lập tức dẫn Dương Quan Quan xuống tầng. Cô ấy phải cùng tôi tới đó, không có vấn đề gì chứ? Tề Đẳng Nhàn quay sang hỏi Long Á Nam. Nơi đó đâu phải một nơi mà người ngoài có thể tùy tiện ra ngoài. Long Á Nam nhíu mày đáp lại. Vậy thì tôi sẽ không đi đâu, đợi mấy ngày nữa rồi tính sau vậy. Tề Đẳng Nhàn trở mặt ngay lập tức. Khóe miệng của Long Á Nam dần giật, được rồi được rồi được rồi, vậy thì tôi sẽ gọi điện thoại tới nơi đó để họ chuẩn bị một tờ giấy thông hành đặc biệt. Vậy là được chưa, Tề chuẩn tướng? Cô ta gằn giọng nói ba tiếng Tề chuẩn tướng thật mạnh, rõ ràng là đang vô cùng bất mãn. Nhưng Tề Đẳng Nhàn cũng rất hài lòng với câu trả lời này của cô ta, hắn gật đầu, được thôi, với cô mà nói thì đây chẳng phải một chuyện rất nhỏ sao? Có ai mà không biết cô là chân sai vặt của Ngọc Tiểu Long cơ chứ? Chân sai vặt,
Khóe miệng của Long Á Nam lại dần giật thêm một lần nữa, nếu không phải cô ta sợ rằng mình không thể đánh lại Tề Đẳng Nhàn thì cô ta đã ra tay rồi. Cái tên này còn có thể nói ra được lời nào khó nghe hơn nữa hay không vậy? Long Á Nam gọi một cuộc điện thoại sang cho địa điểm tổ chức, giấy thông hành nhanh chóng được chuẩn bị rồi giao tới tận tay Dương Quan Quan. Địa điểm tổ chức thi khảo sát là một đạo quán tên Thiên Hành Kiện. Thiên Hành Kiện, bậc quân tử không ngừng nỗ lực để vượt lên chính mình. Đạo quán này có một cái tên rất hay đấy. Tề Đẳng Nhàn nhìn biển hiệu được treo trước cửa, không nhịn được mà khen ngợi một câu. Long Á Nam nói, ba chữ kia thực ra là do phó lão để lên đấy, ý của ông ấy là muốn cổ vũ mọi người không ngừng vượt lên chính mình. Lúc nói những lời này, cô ta thậm chí còn cười nhạt. Không cần nói cũng biết phó lão đang muốn nhắc tới ai nhỉ. Tề Đẳng Nhàn chỉ làm như không hề nghe thấy rồi dẫn Dương Quan Quan đi theo Long Á Nam vào trong đạo quán. Hơi thở võ học thực sự rất mãnh liệt. Dương Quan Quan không nhịn được mà nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu. Tề Đẳng Nhàn không thể không quay đầu lại nhìn cô ta, các gia tộc có dòng dõi nho học sẽ mang theo hơi thở thuộc về nho học, trên chiến trường đầy máu tanh và khói lửa sẽ mang theo sát khí, còn đạo quán dạy võ thì đương nhiên sẽ có hơi thở võ học rồi. Dương Quan Quan thực sự đã hiểu được đạo rồi, cô ta đã có cảm ngộ về phương diện này, cũng có thể nói là về phương diện này thì cô ta tiến bộ nhanh hơn cả công phu quyền cước. Nói không chừng sẽ có một ngày cô ấy luyện được hình ý quyền đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần cũng nên. Tề Đẳng Nhàn thầm suy nghĩ trong lòng, chỉ sợ đây là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới có thể đạt đến đỉnh cao như vậy. Ba người thuộc nhóm Tề Đẳng Nhàn vừa mới bước vào trong đạo quán đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đạo quán võ học tên Thiên Hành Kiện được sáng lập bởi Bộ Quốc phòng của nước Hoa, cũng được chính tay Phó Phong Vân đề bảng tên. Hiện giờ những cuộc thi khảo sát đối với các sĩ quan cao cấp được chiêu mộ đặc biệt đều được tổ chức tại nơi này. Thường ngày thì nơi đây cũng là thánh địa học tập và rèn luyện của các nhân tài vô cùng ưu tú. Đó là sĩ quan cấp tá, Long Á Nam, là cấp dưới của Ngọc Tướng Quân kia. Cô ấy cũng có bản lĩnh rất lợi hại. Thì ra cô ấy chính là Long Á Nam sao, có lẽ cái người đang được cô ấy dẫn theo muốn tới đây tham gia thi khảo sát thì phải. Nghe nói phó lão đã đặc biệt chiêu mộ một người vào chức vụ chuẩn tướng, nói không chừng chính là cậu ta đấy. Tất cả mọi người đều đang thấp giọng bàn tán về thân phận của Long Á Nam và Tề Đẳng Nhàn, dĩ nhiên Long Á Nam cực kỳ nổi tiếng rồi, dù sao cô ta cũng có cấp trên là Ngọc Tiểu Long chứ không ai khác. Trong Bộ Quốc phòng của nước Hoa có 5 người mang tên Long, Ngọc Tiểu Long là người đầu tiên và cũng là người nổi tiếng nhất. Dù sao đạt được những thành tựu như vậy với thân phận của một người phụ nữ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cuộc thi khảo sát lần này có tổng cộng 4 cửa ải, lần lượt do 3 vị giám khảo phụ và 1 vị giám khảo chính trông coi, chỉ những người được giám khảo tán thưởng và giữ lại mới được phép bước vào cửa ải tiếp theo. Long Á Nam dẫn Tề Đẳng Nhàn đi về phía trước, vừa đi vừa nói bằng gương mặt nghiêm túc. Anh đã được biết giám khảo chính là ai rồi đấy, Diệp Phi Lưu. Một trong những người đảm nhận tên Long. Còn về 3 vị giám khảo phụ kia thì cũng chỉ là hạng người soàng xĩnh mà thôi, anh không cần quá lo lắng đâu, chủ yếu chỉ cần để tâm và dồn sức vào Diệp Phi Lưu là được. Trong khi nói chuyện, họ đã đặt chân tới võ trường đầu tiên. Bỗng nhiên một giọng nữ sang sảng truyền đến, thì ra Bạch Liễu tôi đây cũng chỉ là hạng người soàng xĩnh mà thôi. Sau khi nghe thấy giọng nói của Bạch Liễu, Long Á Nam bỗng dưng biến sắc. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải giám khảo đầu tiên là chương trình sao? Long Á Nam trầm giọng hỏi. Sau đó cô ta nhìn thấy Bạch Liễu đang mặc một bộ đạo phục màu trắng toát đứng ở trung tâm võ trường, bên hông có buộc một cái đai lưng màu đen, đai lưng khẽ lung lay mang lại cảm giác vô cùng tiêu sái. Bạch Liễu đứng ở giữa võ trường mà cứ như hòa làm một thể với trời và đất. Khi nhìn cô ấy, người ta có cảm giác như đang nhìn thấy một hình tròn thái cực. Dương Quan Quan không nhịn được mà lên tiếng hỏi, người này luyện thái cực quyền phải không? Tề Đẳng Nhàn gật đầu, bỗng dưng hắn nghe Long Á Nam đứng ở một bên nói bằng giọng vô cùng lạnh nhạt, đổi giám khảo ngay trước khi bắt đầu cuộc thi, có vẻ hơi vô lý đấy nhỉ? Bạch Liễu bình tĩnh trả lời, đây là cuộc thi khảo sát của cấp tướng, không giống như cuộc thi khảo sát của cấp úy đâu, dĩ nhiên là phải được tổ chức một cách nghiêm túc rồi.
Long Á Nam tức giận nói, kể cả nếu các người có đổi giám khảo thì cũng phải báo trước với bên tôi một tiếng chứ. Ban đầu Long Á Nam cứ nghĩ chỉ có một mình Diệp Phi Lưu là người có thể uy hiếp đến Tề Đẳng Nhàn trong cuộc thi khảo sát lần này mà thôi. Bởi vì ba vị giám khảo phụ khác không phải nhân vật lợi hại như vậy. Nhưng rõ ràng là cô ta đã đánh giá quá thấp sự hiểm độc và đáng sợ của phe đối phương rồi, đối phương cố ý sắp xếp ba người không hề tài giỏi một chút nào để bọn họ mất cảnh giác, sau đó lại lặng lẽ điều Bạch Liễu tới đây để chờ sẵn, thực sự là không biết xấu hổ đến mức đáng kinh ngạc chỉ để đẩy Tề Đẳng Nhàn xuống khỏi vị trí này. Nội dung thi khảo sát là do chúng tôi quyết định, đương nhiên việc chọn ai làm giám khảo cũng là do chúng tôi quyết định, dựa vào cái gì mà chúng tôi phải báo trước với các người chứ? Bạch Liễu bình tĩnh hỏi lại. Nếu như các người không muốn thi thì cứ rời khỏi đây ngay lập tức là được rồi. Chắc chắn tôi sẽ không ngăn cản các người, thế nên tùy các người thôi. Sắc mặt của Long Á Nam trở nên vô cùng khó coi, cô ta móc điện thoại di động ra rồi nói, vậy thì tôi sẽ gọi điện cho cấp trên để xin chỉ thị. Thế mà Tề Đẳng Nhàn lại khoát tay ngăn cản cô ta, không cần đâu, có là ai thì kết quả cũng vẫn vậy. Muốn đá tôi ra khỏi vị trí hiện tại sao? Bọn họ chưa xứng đâu. Bạch Liễu mỉm cười hỏi, vậy sao? Những vị giám khảo của các cửa ải phía sau không yếu hơn tôi một chút nào, huống chi còn có một người đảm nhận tên Long là Diệp Phi Lưu làm giám khảo chính nữa. Long Á Nam quay đầu nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại thật chặt, có vẻ cô ta vô cùng bất mãn. Cô ta lạnh giọng nói, anh có biết bản thân đang khinh địch hay không? Người tên Bạch Liễu này chính là một cao thủ có cấp bậc tông sư hàng thật giá thật đấy. Tề Đẳng Nhàn hỏi, vậy cô ta có lợi hại hơn Ngọc Tiểu Long không? Cái này, à thì không đâu, Long Á Nam nói. Vậy là được rồi, Tề Đẳng Nhàn nhún vai, nói bằng giọng thờ ơ. Long Á Nam ngẩn người, vậy là được rồi là ý gì cơ chứ? Nhà họ Triệu làm ra những việc không có đạo đức võ học như thế này. Vậy mà Tề Đẳng Nhàn lại không nói ra một câu oán hận nào, ngược lại hắn còn rất tự tin. Long Á Nam giận dỗi nói, anh có biết cuộc thi khảo sát này có ý nghĩa như thế nào hay không? Đây không chỉ đơn thuần là việc riêng của một mình anh nữa. Tề Đẳng Nhàn đáp lại, tôi biết mà, cũng chính vì thế nên hôm nay tôi sẽ dốc hết sức lực để đối phó với bọn họ. Sau khi nói xong những lời này, hắn cởi áo khoác ra rồi bước lên một bước. Một tiếng ầm vang lên, nghe cứ như một vụ nổ, bàn chân hắn dẫm thật mạnh xuống đất. Khiến toàn bộ võ trường chấn động. Đây là cuộc thi khảo sát cấp tướng sao? Vị giám khảo này tên Bạch Liễu, từ trước đến nay tôi chưa từng nhìn thấy cô ấy bao giờ. Bạch Liễu với chiêu lãm tước vĩ mà anh cũng không biết à? Người ta là giáo viên của bộ đội đặc chủng đấy, cô ấy đã luyện thái cực quyền tới mức xuất thần nhập hóa. Nếu đặt một con chim vào trong lòng bàn tay cô ấy thì thậm chí nó còn không bay nổi. Có tổng cộng 4 cửa ải, vậy mà vừa mới bắt đầu cửa ải thứ nhất đã mời tới một nhân vật lợi hại như vậy sao? Chậc, không biết người cấp tướng đặc biệt cần được khảo sát lần này là ai mà xứng đáng có được một trận chiến như vậy nhỉ? Các chiến sĩ đều cảm thấy sau lưng mình lạnh toát, tất cả bọn họ đều nhìn thẳng về phía Tề Đẳng Nhàn. Long Á Nam cũng không còn cách nào khác. Bỗng cô ta nghe thấy Tề Đẳng Nhàn nói thêm, cô có nói nhiều hơn nữa thì cũng vô ích cả thôi, cuộc thi khảo sát là do bọn họ sắp xếp, có phái đến người nào thì cũng là chuyện cũng bọn họ, đừng tốn công vô ích nhiều lời với bọn họ làm gì. Long trưởng quan à, cô hãy bình tĩnh một chút đi, chỉ cần đứng đây theo dõi sư phụ tôi là được rồi. Dương Quan Quan rất tự tin vào thực lực của Tề Đẳng Nhàn, cô ta nói bằng giọng điệu tràn đầy sự tin tưởng. Ha ha, Long Á Nam chỉ biết cười khổ một tiếng rồi lui về phía khác. Tề Đẳng Nhàn đi tới trung tâm võ trường, dừng lại ở khoảng cách một thước so với Bạch Liễu, giơ tay lên rồi chắp lại hành lễ, cuối cùng cao giọng, chuẩn tướng của ban chính trị, Tề Đẳng Nhàn, theo học gia phụ là Tề Bất Ngữ. Bạch Liễu cũng tỏ ra nghiêm nghị và kính nể, cô ấy hành lễ đáp lại, Bạch Liễu, luyện thái cực quyền, theo học sư phụ Trần Bách Thuật, xin được chỉ giáo. Tuy cả hai cùng là người luyện võ, tuy cùng là người thuộc Bộ Quốc phòng, nhưng khi gặp mặt so chiêu thì vẫn tự giới thiệu bản thân mình đầu tiên theo quy định của giang hồ như bình thường. Mong là thái cực quyền của cô có thể đỡ được bát quái trưởng của tôi. Soạt một tiếng, Tề Đẳng Nhàn dạng rộng chân, cả người tạo thành tư thế sẵn sàng tiếp chiêu, hai tay đặt một trước một sau,
tinh thần chiến đấu bỗng nhiên tăng cao đến cực độ. Trong suốt mấy ngày nay kể từ khi đặt chân đến Ma Đô, hắn gần như không để tâm đến bất kỳ việc gì khác mà chỉ chuyên tâm luyện tập quyền cước cùng Dương Quan Quan, bản thân hắn cũng vận động rất nhiều, vì thế mà bất chi bất giác công lực của hắn được tăng cao, thể lực lại càng đạt đến một trạng thái đỉnh cao chưa từng có. Bạch Liễu chớp mắt, chân phải cô ấy nhẹ nhàng giơ lên cao, đá nửa vòng tròn trên không trung rồi đạp về phía trước, hai tay thả lỏng, cất tiếng, xin mời. Bạch Liễu đã từng xem qua video ghi hình lại cuộc tỉ thí giữa Tề Đảng Nhàn và Mã Tây Long, cô ấy cũng biết mình chắc chắn không phải đối thủ của con người này, vì thế cô ấy chỉ có một mục tiêu là bào mòn thể lực của Tề Đảng Nhàn. Ở cửa ải này, cô ấy sẽ khiến Tề Đảng Nhàn phải tốn thật nhiều sức lực, sau đó hắn sẽ đấu với Diệp Thành trong tình thế chẳng khác nào trứng chọi với đá. Diệp Thành chính là cao thủ sử dụng cửu cung kiếm có năng lực sát thương kinh người, muốn đối phó với anh ta thì sẽ vô cùng khó khăn. Ngay cả khi Tề Đảng Nhàn có thể thắng được anh ta thì chắc chắn hắn cũng sẽ phải chịu thương tổn nặng nề. Chỉ trong nháy mắt mà Tề Đảng Nhàn đã bắt đầu chuyển động, những ngón chân gập lại rồi đột ngột duỗi ra một cái, cả cơ thể hắn khuỵu xuống thật sâu, gần như chạm cả vào mặt đất. Vào cái khoảnh khắc hắn bắt đầu khom lưng khuỵu xuống, Bạch Liễu cũng đã nhanh nhẹn đạp chân xuống đất để lùi về phía sau, bộp bộp bộp. Tề Đảng Nhàn còn chưa chuyển động được là bao nhiêu mà cô ấy đã lùi ra xa hơn 5 mét. Nhưng khoảng cách hơn 5 mét này đối với Tề Đảng Nhàn mà nói thì cũng chỉ là bình thường như thể hai người đang ở gần nhau trong gang tấc, chỉ trong nháy mắt mà hắn đã chạy tới trước mặt Bạch Liễu. Sau đó hắn cong eo bật người nhảy lên, cột súng run run như vận sức, trực tiếp tung một chưởng về phía Bạch Liễu. Diệp Phi Lưu đã từng xem Tề Đảng Nhàn chiến đấu. Cũng vì thế nên hắn biết rõ rằng mình không thể dụ Bạch Liễu vào chồng như cái cách mình từng sử dụng để dạy dỗ Mã Tây Long, vừa mới bắt đầu đã trực tiếp sử dụng lối đánh mạnh mẽ và bá đạo để dồn cô ấy vào đường cùng không thể phản kháng. Những bước trong đòn đánh vô cùng đơn giản này được thực hiện liền một mạch, dồn lực, cúi người, đứng thẳng lưng, nhảy lên không trung, cuối cùng là một chưởng tung ra hướng thẳng vào khuôn mặt, trôi chảy tới nỗi không thể trôi chảy hơn được nữa, mượt mà và gọn gàng không thứ gì sánh kịp. Có thể nói là đã thể hiện đầy đủ công lực mạnh mẽ của bát quái trưởng mà Tề Đảng Nhàn sử dụng. Một trưởng thật là mãnh liệt làm sao? Đòn đánh còn chưa chạm tới khuôn mặt mà hai mắt của Bạch Liễu đã bị gió thổi làm cho không mở nổi, đến cả da mặt của cô ấy cũng bị biến dạng vì áp lực sinh ra từ đó. Bỗng nhiên Bạch Liễu dồn một hơi thở vào chính giữa bên trong đan điền của mình, sau đó lại thở ra phù một tiếng, tay trái giơ lên với tư thế dè dặt như muốn sờ đuôi một con khổng tước. Lao tới muốn chộp lấy cổ tay của Tề Đảng Nhàn. Lấy nhu để thắng cương, chỉ dùng 4 lạng để địch lại cả ngàn cân à. Khóe môi của Tề Đảng Nhàn khẽ nhếch lên, hắn cười lạnh một tiếng. Bạch Liễu vừa mới tóm được cổ tay của Tề Đảng Nhàn đã cảm thấy có gì đó không thích hợp, sức mạnh đáng sợ bộc phát từ những sợi gân vặn vẹo nổi lên giữa cổ tay hắn, 10 ngón tay của cô ấy bị chấn động tới nỗi đau nhức. Sức mạnh trong quyền pháp của người này có kinh khủng hơn nhiều so với những gì mình đã tưởng tượng. Bạch Liễu thầm hoảng hốt trong lòng, sau đó cố sức bẻ gập những ngón tay xuống dưới, cơ thể hơi nghiêng một chút để áp sát vào cánh tay của Tề Đảng Nhàn, cả người mượn lực mà bật né ra. Trong lượt giao đấu mà Bạch Liễu cố mượn sức lực của Tề Đảng Nhàn để đánh lại chính hắn này, cô ấy không tạo ra được một chút dấu vết nào đáng nói cả. Bạch Liễu đã sớm dẹp bỏ hết những suy nghĩ về việc mình có khả năng ép Tề Đảng Nhàn phải tiêu hao thật nhiều thể lực, bởi vì cô ấy hiểu rất rõ rằng mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Tề Đảng Nhàn. Với những chi tiết biến hóa trong quyền pháp như vậy, với những khoảnh khắc xoay chuyển trong cách vận dụng sức mạnh như vậy, có thể thấy công phu của hắn cao hơn Bạch Liễu hẳn một cấp bậc. Công phu cao hơn một cấp bậc thì chẳng khác nào cách nhau cả một bầu trời. Sau giây phút cơ thể Bạch Liễu mượn lực bật né ra ngoài, hai chân cô ấy trượt trên mặt đất, liên tục nhấc chân lùi về phía sau hệt như đang đạp trên những lưỡi dao sắc nhọn. Ngược lại, cước bộ của Tề Đảng Nhàn thì dường như đã hóa thành một đường thẳng, chân trước của hắn mới vừa duỗi ra được nửa bước mà chân sau đã lập tức đuổi kịp để thế chỗ vào vị trí mà chân trước vừa mới bỏ trống, tốc độ nhanh đến mức không thể diễn tả được. Những bước di chuyển ấy của Tề Đảng Nhàn gần như không có điểm khác biệt với những bước di chuyển của động vật họ mèo trong lúc đi săn. Khi động vật họ mèo chuyển động, chân sau của chúng sẽ đạp vào đúng vị trí mà chân trước vừa rời khỏi gần như mọi lúc, cho dù là một con báo săn đang chạy nhanh như gió cũng không phải là ngoại lệ.
Bát quái bộ nhưng không sử dụng quỹ đạo đường cong mà lại tiến bước thẳng một đường sao. Người này thực sự vô cùng lợi hại. Trong lòng Bạch Liễu thầm run lên, cô ấy nhấc hai tay lên rồi tạo thành một hình vuông vắn có bốn góc cạnh trông hệt như miệng giếng cổ để chặn lại phía trước mặt mình. Tề Đẳng Nhàn liên tiếp tung ra hai chưởng vào cánh tay của đối phương, thế nhưng cánh tay của đối phương lại đỡ đòn một cách rất nhẹ nhàng, chỉ dùng bốn lạng mà địch lại cả ngàn cân, dễ dàng hóa giải sức mạnh trong đòn đánh của hắn mà tiếp tục lùi về phía sau né tránh. Sắc mặt của Dương Quan Quan đứng ở phía sau sầm lại, cô ta nói, cái người tên Bạch Liễu này đang muốn khiến anh ấy phải tiêu hao thật nhiều năng lượng để ba giám khảo phía sau dồn sức tấn công anh ấy đúng không? Long Á Nam cũng nhận ra có điều gì đó không đúng, với một quyền pháp như Thái Cực Quyền thì sẽ không thể khiến đối thủ tổn thương một khi đã sử dụng những chuyển động nhẹ nhàng và mềm mại như vậy, kể cả khi Bạch Liễu có thể quăng Tề Đẳng Nhàn ra ngoài thì cô ấy cũng không thể tạo ra tổn thương gì đáng nói. Thông thường khi xuất chiêu thì người tập võ sẽ phải bộc phát lực tay mạnh mẽ đến phi thường chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, ví dụ như các loại đấu pháp ngũ tinh chùy, thất tinh chùy hoặc tiên thủ vân vân. Tất cả đều được dựa trên nguyên lý ngưng tụ cơ bắp và một lượng lớn sức mạnh rồi khiến tất cả bùng nổ khi xuất chiêu trong nháy mắt. Nếu như muốn luyện được Thái Cực Quyền thì nhất định phải tập luyện cách để điều khiển nguồn sức mạnh đó thật tốt. Nói cách khác, nếu chỉ sử dụng cách đánh lấy nhu thắng cường yếu đuối thì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tự hại chết chính mình. Tề Đẳng Nhàn lại tung ra một chưởng cắt ngang qua, Bạch Liễu giơ tay lên đỡ lấy, mượn luồng sức mạnh đến từ cánh tay của hắn mà gõ nhẹ một cái. Lại tiếp tục xoay người né sang một phía khác. Tiếp theo đây anh ta sẽ còn phải so chiêu với Diệp Phi Lưu, những kẻ đê tiện này chắc chắn sẽ không cho anh ta thời gian để nghỉ ngơi đâu, nếu cứ tiếp tục như vậy thì nhất định tình huống sẽ không được tốt lành gì. Sắc mặt của Long Á Nam vô cùng nghiêm túc, cô ta đứng dậy với vẻ lo lắng và cảnh giác. Đương nhiên Tề Đẳng Nhàn cũng nhận ra rằng Bạch Liễu không có ý định đối phó với mình bằng phương thức cứng đối cứng mà chỉ đang cố tình mượn sức lực của hắn để chạy trốn. Với mục đích cuối cùng là buộc hắn phải tiêu hao thật nhiều sức lực. Có điều, nếu như hắn đã có thể viết ra cuốn thực chiến thuật chân để giúp Dương Quan Quan học hỏi kinh nghiệm thì dĩ nhiên bản thân hắn cũng là một con người có vô số kinh nghiệm thực chiến. Chỉ trong nháy mắt sau khi Bạch Liễu lại đẩy cánh tay của Tề Đẳng Nhàn ra và mượn lực bật người né tránh thêm một lần nữa, hắn đột ngột nhắm mắt rồi hô một tiếng thật to, liên tục đạp chân xuống đất, những tiếng bộp 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 phát ra liên tục. Cuối cùng đuổi kịp Bạch Liễu bằng tốc độ khủng khiếp. Nhanh quá! Bạch Liễu âm thầm kinh hãi trong lòng, cô ấy nghĩ, đây là thứ bộ pháp gì vậy, không phải là bát quái bộ. Ngay vào giây phút tiếp cận được Bạch Liễu, Tề Đẳng Nhàn lập tức giơ tay muốn móc mắt cô ấy. Bạch Liễu rụt cổ lại về phía sau, hai ngón tay của Tề Đẳng Nhàn sượt qua mí mắt của cô ấy. Luồng gió được sinh ra từ đó khiến mí mắt của cô ấy có cảm giác đau đớn như thể bị dao cắt. Cô ấy còn chưa kịp lùi lại sâu hơn đã thấy Tề Đẳng Nhàn run lên một cái, hai ngón tay của hắn khép lại, một chiêu độc xà thám động đâm thẳng vào vùng riêng tư ở giữa hai chân của Bạch Liễu. Cái tên đê tiện, cậu ta cố ý muốn sử dụng cách chiến đấu không tôn trọng đối thủ này để chọc giận mình, muốn ép mình phải chơi trò cứng đối cứng với cậu ta à? Bạch Liễu thầm nghĩ trong lòng. Nở một nụ cười lạnh. Một khi đã sử dụng loại đấu pháp mang tên độc xà thám động này thì chẳng khác gì hắn đang cực kỳ thiếu tôn trọng đối thủ là phụ nữ. Với một nhân vật ở cấp bậc tông sư như Tề Đẳng Nhàn, sử dụng đến chiêu này ở trước mắt bao nhiêu con người thì có thể nói là hơi mất mặt một chút. Nhưng từ lâu Bạch Liễu đã quán triệt với bản thân trong suy nghĩ rằng mình có mục đích là khiến hắn phải tiêu hao thật nhiều thể lực, cũng vì vậy mà cô ấy căn bản không trúng chiêu. Cô ấy chỉ giơ cao gối đầu lên rồi đẩy về phía trước để đánh bật những ngón tay của hắn, sau đó đầu ngón chân dùng sức, đá thẳng vào phần cằm của hắn. Cơ thể của Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên lộn ngược về phía sau, hắn sử dụng một chiêu long toàn thiên để bật cao, vừa né tránh đòn tấn công từ chân của Bạch Liễu vừa tiếp tục chuyển hướng hai ngón tay để chọc vào mắt cô ấy. Biến chuyển nhanh quá đi mất, con người này đã luyện được hai thế đánh rắn và rồng đến cảnh giới đỉnh cao võ học. Trong lòng Bạch Liễu lạnh toát từng cơn, cô ấy đạp nhẹ chân xuống mặt đất, ngón chân dùng lực nhảy lên, lại lùi về phía sau thêm một lần nữa. Nhưng sau đó Tề Đẳng Nhàn lại lắc đầu rồi nói, không có ý nghĩa gì đâu, cô quá yếu ớt, tôi không muốn chơi đùa cùng cô nữa. Câu nói này của hắn khiến tất cả mọi người có mặt xung quanh đó đều phải sững sờ. Bạch Liễu tức giận tới nỗi bật cười,
cô ấy hỏi lại, vậy sao? Thế thì anh phải nhanh chóng đánh bại tôi mới được. Hãy xem cho thật kỹ đây, đây là thế đánh hình rồng. Tề Đẳng Nhàn trầm giọng nói, bước một chân về phía trước rồi nhẹ nhàng khom người xuống, cột sống hơi cong lên, hơi thở toát ra từ hắn cũng khác hẳn so với vừa rồi. Bạch Liễu biết lần này hắn sẽ di chuyển với tốc độ rất nhanh, bèn lập tức đứng vào thế hỗn nguyên với cột sống thẳng tắp, dùng bất biến đối phó với vạn biến, thế nên dù Tề Đẳng Nhàn có tấn công bằng cách nào thì cô ấy vẫn có thể thích ứng được với đòn tấn công. Ánh mắt của Bạch Liễu ngưng tụ lại về một điểm, dường như cô ấy có cảm giác cơ thể của Tề Đẳng Nhàn đã cao hơn một chút rồi, không biết đó có phải ảo giác hay không. Bỗng nhiên tất cả mọi người nghe thấy hai tiếng nổ ầm ầm, những tiếng nổ đó phát ra từ bên dưới lòng bàn chân của Tề Đẳng Nhàn, chỉ trong nháy mắt mà đôi giày thể thao mà hắn đang đi đã nổ tung thành nhiều mảnh. Đây chính là chiêu bạo kim đan do chính anh ta nghĩ ra sao? Có phải anh ta vừa mới đè nén khí huyết vào lòng bàn chân của mình? Long Á Nam không giấu nổi sự kinh ngạc, cô ta chỉ cảm thấy Tề Đẳng Nhàn ở trước mặt mình đang di chuyển với tốc độ cao đến nỗi chỉ còn lại một bóng người mơ hồ. Ngọc Tiểu Long cũng từng nhắc về công phu bạo kim đan ở trước mặt cô ta, có thể nói là cô đã khen ngợi nó không dứt miệng, và lúc này thì Long Á Nam đã được tận mắt nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn tự mình thi triển. Tề Đẳng Nhàn nói đây là thế đánh hình rồng nhưng thực ra nó lại có chút giống với thế đánh hình ngựa. Vừa mới bắt đầu mà hắn đã tung ra một chiêu pháo quyền nhắm thẳng vào mặt của Bạch Liễu. Mạnh quá! Bạch Liễu vừa mới đón được cú đấm đầu tiên đã phải biến sắc, cô ấy dùng hết sức lực của cả cơ thể mình để vặn người một cái, đẩy cú đấm của hắn ra. Tề Đẳng Nhàn đã thay đổi thế đứng thêm một lần nữa, hắn ta nhấc tay trái lên để đánh vào mặt của cô ấy. Bạch Liễu không hề do dự mà cong khuỷu tay một cái lên rồi xông thẳng về phía trước. Bốp! Phách quyền có hình hổ của Tề Đẳng Nhàn đập vào cánh tay của Bạch Liễu, hắn mở ra năm ngón tay rồi bỗng nhiên nắm chặt lấy tay của đối phương và tiếp tục thực hiện một cú đánh móc lên trên. Một lần nữa Bạch Liễu nhìn thấy hai ngón tay đang hướng về phía trong mắt của mình với tốc độ cực kỳ nhanh, ấy vậy mà cô ấy lại có cảm giác như thế giới này đã chuyển động chậm lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chậm đến nỗi cô ấy có thể thấy rõ cả những dấu vân tay của hắn. A! À. Chỉ một giây sau, Bạch Liễu đã phát ra một tiếng kêu thảm thiết, hai con ngươi của cô ấy lần lượt bị ngón trỏ và ngón giữa của Tề Đẳng Nhàn chọc thẳng vào, một đốt tay của hắn cắm ngập vào bên trong hốc mắt của cô ta. Tề Đẳng Nhàn không hề biết thương hoa tiếc ngọc là gì, thế nên lần này hắn ra tay cực kỳ độc ác, tấn công trực tiếp vào hai mắt của một cao thủ như Bạch Liễu. Ngay sau đó, Tề Đẳng Nhàn lại nhấc chân phải rồi bước một bước về phía trước. Bốp! Phần ngực của Bạch Liễu bị trúng một chiêu do Tề Đẳng Nhàn tung ra, cả người cô ấy bay lên rồi rơi xuống dưới đất, máu tươi văng tung tóe. Cô ấy ngã xuống dưới đất nhưng vẫn tiếp tục lăn lộn vì đau đớn, hai tay ôm lấy hai bên má. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía Bạch Liễu, chỉ thấy vùng da thịt xung quanh hai mắt của cô ấy đều nát bét đầy máu và thịt, hai con mắt của cô ấy đều đã bị mù. Có phải chiêu này độc ác quá rồi hay không? Đây là cuộc thi khảo sát hay cuộc chiến sinh tử vậy không biết nữa. Cậu ta có nhất thiết phải ra tay nặng như vậy không? Tất cả mọi người đều líu lưỡi, có cảm giác sau gáy mình lành lạnh. Tề Đẳng Nhàn nhìn Bạch Liễu rồi cười lạnh nói, nếu các người đã dám bán mạng mình cho nhà họ Triệu thì tốt hơn hết là cũng nên chuẩn bị tinh thần bị tôi giết chết. Nếu đã muốn làm giám khảo để đẩy tôi xuống khỏi vị trí này thì trước hết phải xem lại xem bản thân có đủ tài năng để làm điều ấy hay không. Chứng kiến Tề Đẳng Nhàn ra tay nặng nề như vậy, dĩ nhiên trong lòng Long Á Nam chỉ có trầm trồ ca ngợi hắn mà thôi. Với những cao thủ ở cấp bậc như Bạch Liễu, cứ chết người nào thì bớt được người ấy, bây giờ cô ấy đã bị Tề Đẳng Nhàn móc hai con mắt, nhất định là cô ấy sẽ sống như một người tàn phế trong suốt nửa quãng sau của cuộc đời, cũng không còn khả năng để bán mạng cho nhà họ Triệu thêm nữa. Bạch Liễu muốn sử dụng chiêu chỉ cần dùng 4 lạng để địch lại cả ngàn cân với Tề Đẳng Nhàn nhằm làm tiêu hao thể lực của hắn, thế nhưng rốt cuộc cô ấy vẫn còn đánh giá quá thấp sự khủng khiếp của Tề Đẳng Nhàn. Chỉ với một chiêu trong thế đánh hình hổ kia là đủ để Bạch Liễu dù có dùng sức lực khắp toàn thân mà vẫn có cảm giác như cả người mình vỡ tan ra thành từng mảnh, cánh tay của cô ấy bị bẻ quạt xuống, thậm chí ngay cả chiêu song long đoạt châu kia cũng vô cùng mạnh mẽ. Long Á Nam âm thầm cảm thấy sảng khoái trong lòng, nhà họ Triệu dám dở trò trong cuộc thi khảo sát,
thay đổi giám khảo ngay trước khi cuộc thi khảo sát bắt đầu, nhưng như vậy thì có sao chứ? Những người chịu thua thiệt vẫn chỉ là bọn họ mà thôi. Thắng thì làm vua, thua thì làm giặc, tùy cậu muốn nói thế nào thì nói. Có điều cậu không thể thắng mãi được đâu. Bạch Liễu cố nhịn cơn đau đớn khổ sở để ngồi dậy rồi nói bằng giọng rất lạnh lùng. Luôn có những người muốn thắng cuộc, vậy thì tại sao người đó lại không phải là tôi? Tề Đẳng Nhàn cũng đáp trả lại bằng một câu danh ngôn kinh điển. Bạch Liễu cười lạnh nói, tôi đã thất bại rồi, có điều ban nãy cậu đã bạo phát vài lần, hẳn cũng tiêu hao không ít thể lực đấy nhỉ. Cậu đã qua được cửa ải của tôi trong cuộc thi khảo sát lần này, hãy đi qua cửa ải tiếp theo đi. Sau khi bước qua cánh cổng lớn để tới võ trường thứ hai, sắc mặt của Long Á Nam lại càng trở nên xám xịt. Người đứng ở trung tâm võ trường kia, bất ngờ thay, chính là Diệp Thành. Anh ta mặc toàn đồ đen, trong tay có cầm theo một thanh kiếm cổ, tư thế thẳng tắp, chỉ tùy ý đứng ở nơi đó thôi mà lại toát ra một luồng khí như gió cuốn, dường như nó sắp tuôn trào ra khỏi cơ thể của anh ta. Các người có còn biết xấu hổ là gì hay không vậy? Rõ ràng tất cả đều là cao thủ nằm ở bậc tông sư, vậy mà các người còn dám làm ra những chuyện như thế này hết lần này đến lần khác. Tất cả chỉ vì muốn đẩy Tề chuẩn tướng ra khỏi vị trí của anh ta hiện tại sao? Long Á Nam không nhịn được mà mắng to. Diệp Thành căn bản không thèm nghe những gì cô ta vừa mới nói, anh ta chỉ nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, bình tĩnh cất tiếng, Diệp Thành, cửu cung kiếm, xin được chỉ giáo. Anh ta vừa nói vừa nâng kiếm ôm quyền, chắp tay hành lễ. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc, đó là Lôi Cuồng, người đã từng làm vệ sĩ cho Hướng Đông Tinh trước kia. Đó là đồ đệ của anh à? Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại hỏi. Chính là đồ đệ của tôi, Diệp Thành hờ hững đáp. Tề Đẳng Nhàn bĩu môi, hỏi anh ta, luyện kiếm được mấy năm rồi? Diệp Thành trả lời, đã 10 năm có lẽ. Tề Đẳng Nhàn nói, không bằng đồ đệ của tôi đâu, còn kém xa lắm. Khóe miệng của Lôi Cuồng run run, anh ta không cam lòng, sao các người nói tới nói lui mà còn kéo theo cả ông đây vào làm gì nữa? Trên mặt Dương Quan Quan cũng lộ ra một chút kiêu ngạo, bất cứ ai cũng nói rằng cô ta là một thiên tài võ học chỉ có một người trên một vạn người, mà ngay cả Tề Bất Ngữ cũng phải khen cô ta không dứt miệng. Xin được chỉ giáo, Diệp Thành không muốn nghe những lời vô ích của Tề Đẳng Nhàn nữa, anh ta bước một bước về phía trước, tiếp tục chắp tay hành lễ. Chỉ giáo đi nào, Tề Đẳng Nhàn cũng không muốn khách sáo thêm với anh ta làm gì. Long Á Nam giận dữ nói, cái đám đại tông sư các người đấy, thay nhau ra trận thì cũng đành thôi đi, đã vậy còn định dùng binh khí nữa, có biết xấu hổ là gì hay không vậy? Diệp Thành bình tĩnh đáp lời cô ta, thứ võ công mà tôi rèn luyện bao năm là cửu cung kiếm, dĩ nhiên tôi phải sử dụng kiếm mới được. Nếu Tề chuẩn tướng thấy như vậy là không hợp lý thì cậu ta cũng có thể chọn một món vũ khí để đấu với tôi. Hoặc nếu cậu ta thực sự cảm thấy quá bất công thì cũng có thể không tham gia cuộc thi khảo sát này nữa. Long Á Nam tức giận tới nỗi không chịu được, cô ta thầm nghĩ quả thật những kẻ này không cần mặt mũi nữa rồi, một đám có danh tiếng lớn như vậy mà không biết giới hạn là gì hết. Tôi chỉ sợ nếu như tôi dùng đến binh khí thì ngay cả cơ hội rút kiếm mà anh cũng không có thôi. Thế nên tôi cũng chẳng cần đâu, Tề Đẳng Nhàn mỉm cười. Những lời hắn vừa nói khiến tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều hét lên đầy kinh ngạc. Kiếm thần Diệp Thành, năm đó anh ta đã đi về phía đông của nước Nhật Bản, chỉ có một người một kiếm mà có thể đánh bại tổng cộng hơn 20 nhân vật có cấp bậc tông sư của nước Nhật Bản, vậy mà lại có người dám không để anh ta vào mắt như thế sao? Nhưng việc chiến đấu khi trong tay có vũ khí và không có vũ khí là hai việc khác nhau hoàn toàn đấy. Cho dù có luyện tập thiết bố sam và kim trung chảo đến mức xuất thần nhập hóa thì khi gặp phải một cao thủ như thế này cũng sẽ mù mắt chỉ sau một chiêu duy nhất mà thôi. Đội ngũ giám khảo của cuộc thi khảo sát lần này thật sự rất lợi hại, Bạch Liễu luyện thái cực quyền, kiếm thần Diệp Thành, thậm chí người chấn giữ cửa ải cuối cùng còn là người đảm nhận cái tên Long, Diệp Phi Lưu nữa, không biết vị giám khảo của cửa ải thứ ba sẽ là ai đây nhỉ? Tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao, tôi một câu, anh một câu. Trận chiến đầu tiên cũng khiến nhiệt huyết của họ trào dâng, vậy thì rõ ràng cuộc chiến thứ hai sẽ lại càng thêm đặc sắc. Mời, ánh mắt của Diệp Thành vô cùng lạnh lẽo, anh ta chậm rãi nói. Tề Đẳng Nhàn căn bản không nói gì với anh ta thêm nữa, chỉ vận dụng cước bộ rồi lao thẳng về phía anh ta.
Diệp Thành hít vào một hơi thật sâu, hô to một tiếng rồi rút kiếm ra, có điều anh ta còn chưa kịp xuất chiêu mà Tề Đẳng Nhàn đã xuất hiện ở ngay bên cạnh rồi giơ tay muốn chọc vào mắt anh ta. Diệp Thành giơ kiếm lên che mặt mình lại, thanh kiếm như xé gió nghênh đón những ngón tay của Tề Đẳng Nhàn. Dĩ nhiên Tề Đẳng Nhàn sẽ không ngu dốt tới mức cứng đầu đối diện với luồng khí sắc bén chém sắt như chém bùn được sinh ra từ thanh kiếm kia, lúc này hắn co ngón tay lại, cổ tay khẽ huýt một cái, né khỏi luồng khí, nhẹ nhàng đập một cái vào thân kiếm. Bù! Cả thanh kiếm đều run lên trong lòng bàn tay của Diệp Thành, tạo nên một tần suất rung chấn vô cùng kỳ lạ. Phạch một tiếng, Diệp Thành lập tức bước chân lùi về phía sau. Đến khi đã kéo dài được khoảng cách rồi thì anh ta tiếp tục phóng ra những luồng khí mạnh như gió cuốn, soạt soạt soạt, tất cả đều nhắm vào những vị trí hiểm yếu của Tề Đẳng Nhàn. Dĩ nhiên nếu anh ta có thể đâm chết Tề Đẳng Nhàn ngay tại nơi này thì đương nhiên là không còn gì hơn nữa, cũng vì thế nên Diệp Thành chiến đấu bằng thái độ không chết không ngừng, từng giây từng phút một anh ta đều ôm tâm thế như vậy. Mọi người chỉ cảm thấy da đầu của mình lạnh toát, thế kiếm của Diệp Thành vừa nhanh mà lại vừa chuẩn. Sắc bén tới mức khiến máu trong người kẻ khác cũng theo đó mà sục sôi, nếu để chúng dù chỉ là một đòn thì chỉ sợ không chết cũng phải tàn phế. Ngay cả Dương Quan Quan và Long Á Nam cũng phải toát mồ hôi lạnh thay cho Tề Đẳng Nhàn, bởi vì mỗi lần tránh né là lại thêm một lần hắn đối diện với nguy hiểm ở khoảng cách gần hơn, luồng kiếm phong lại càng tiến sát hơn nữa. So với đối thủ tay không tấc sắt, một đối thủ có vũ khí thực sự rất khác biệt, thế tiến công của Diệp Thành vô cùng hung ác. Tề Đẳng Nhàn gần như không tìm được cơ hội nào để phản đòn. Dưới chân Diệp Thành thi triển cước bộ cửu cung bát quái, thanh kiếm trong tay của anh ta không dừng lại một giây một phút nào, những làn gió bao vây khắp xung quanh Tề Đẳng Nhàn, một mực kiếm tìm cơ hội làm tổn thương hắn, mà Tề Đẳng Nhàn cũng chỉ có thể né tránh, thi thoảng lại dùng nắm đấm đập vào thân kiếm để đẩy thanh kiếm ra. Chiêm Tinh bảo Diệp Thành học tập thân pháp với hắn ta. Hắn ta nói chỉ cần luyện thân pháp cho giỏi thì sẽ trở thành người vô địch trong thiên hạ. Trên thực tế thì thân pháp của Diệp Thành không hề kém cỏi một chút nào, cửu cung bát quái chặt chẽ tới mức không có lấy một kẽ hở, công lực được thể hiện rất rõ qua từng chuyển động. Đối mặt với những đòn tấn công có mật độ cao như vậy, nếu chỉ tiếp tục né tránh thì quả thực rất tốn thể lực và công sức, nếu như là người bình thường thì chỉ sợ là sẽ không chịu được bao lâu. Cuối cùng sẽ váng đầu hoa mắt mà không thể bắt kịp những đường kiếm lao vun vút xung quanh. Nhưng Tề Đẳng Nhàn đâu phải là một người bình thường cơ chứ, hai mắt hắn như tỏa sáng để theo kịp từng chuyển động của những luồng gió được sinh ra từ thanh kiếm kia, bước chân cũng nhanh thoăn thoắt, gần như xoay tròn cùng với Diệp Thành. Nếu cứ mãi tiếp tục như thế này thì cũng không phải là cách, anh ta vẫn không tìm ra khoảnh khắc nào để phản công, Long Á Nam tỏ ra có chút lo lắng. Diệp Thành liên tục tấn công, nếu như vậy thì hắn ta cũng đang tiêu hao rất nhiều thể lực, hai người đó đang đánh cược với nhau kìa. Long Á Nam không thể không kinh ngạc, cô ta hỏi, đánh cược cái gì cơ chứ? Dương Quan Quan trả lời, Diệp Thành đang đánh cược rằng Tề Đẳng Nhàn sẽ mắc sai lầm, còn Tề Đẳng Nhàn thì đang đánh cược rằng Diệp Thành sẽ không chịu được đến khoảnh khắc mà anh ta mắc sai lầm đó. Long Á Nam nghe xong thì lập tức bừng tỉnh, sau đó lại hơi giật mình. Cô gái tên Dương Quan Quan này vừa mới luyện võ công được bao nhiêu lâu cơ chứ, không ngờ trình độ mắt nhìn của Dương Quan Quan đã vượt hẳn cô ta. Thứ gọi là thiên phú quả nhiên không phải chỉ cần ước ao là sẽ đạt được. Quả nhiên, chỉ mới 3 phút sau, đường kiếm của Diệp Thành đã chậm lại. Dù sao con người cũng không phải là máy móc, huống chi máy móc cũng phải cần nạp nhiên liệu và tra dầu mới có thể hoạt động trơn tru được. Diệp Thành phải duy trì tốc độ tấn công cao như vậy, cánh tay của anh ta không chịu nổi gánh nặng này, nhất là phần cơ mái chèo ở bắp tay lại càng đau nhức không chịu được. Bốp, bốp, bốp. Diệp Thành hoạt động cổ tay, ba luồng kiếm phong tiếp tục nhào đến. Nhưng lần này chỉ là chiêu đánh lạc hướng, Tề Đẳng Nhàn vừa mới bắt đầu hành động thì Diệp Thành đã lập tức thu kiếm về, một hơi thở thật dài đã bị nín nhịn thật lâu cuối cùng cũng được chút ra. Kiếm pháp rất lợi hại, tiếc là không có ích gì. Tề Đẳng Nhàn nói. Cảm giác hít thở không thông bao trùm lên tất cả mọi người cũng biến mất, ai ai cũng đều thở ra một hơi thật dài. Những luồng kiếm phong kín kẽ tới mức gió thổi cũng không lọt của Diệp Thành ban nãy khiến bọn họ gần như không thở nổi, lúc này anh ta dừng lại, bọn họ cũng ngay lập tức thả lỏng được bản thân. Diệp Thành hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Anh ta thực sự không ngờ Tề Đẳng Nhàn còn có thể gặp nguy mà không loạn, bình tĩnh tránh né, đến cả một sai sót cũng không xuất hiện dưới thế tiến công mãnh liệt như vậy. Nhưng Tề Đẳng Nhàn thậm chí còn không cho Diệp Thành cơ hội để tìm lại nhịp thở của anh ta, hắn tiếp tục khởi động cước bộ, tiểu toái bộ được bắt đầu. Tề Đẳng Nhàn lao về phía Diệp Thành nhanh như một tia chớp. Diệp Thành vừa lùi về phía sau vừa giơ tay tra kiếm vào trong vỏ. Thế nghĩa là anh ta biết sử dụng kiếm cũng không có hiệu quả gì nên chuẩn bị đổi phương thức chiến đấu phải không? Có người không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Không biết, một người khác lắc đầu. Vào bước lùi lại thứ ba, kiếm của Diệp Thành đã được tra vào trong vỏ, những luồng gió sắc bén kia cũng đều được giấu kỹ. Khi trông thấy nắm đấm của Tề Đẳng Nhàn đã bắt đầu nhào tới, anh ta cũng đang lùi lại bước thứ tư. Bỗng nhiên anh ta đứng thẳng lưng lên, tay cầm chuôi kiếm, cơ thể hơi khom xuống, sống lưng hơi vặn vẹo. Tề Đẳng Nhàn vừa mới nhìn thấy thế đứng chuẩn bị sẵn sàng này đã cảm thấy hết sức nguy hiểm, hắn lập tức dừng bước ngay tại chỗ, đầu ngón chân xoay chuyển, cơ thể lách sang bên trái. Ngay trong khoảnh khắc mà cơ thể của Tề Đẳng Nhàn lách sang bên trái, Diệp Thành bỗng dưng vung chuôi kiếm một cái, soạt một tiếng, một tia ánh sáng lạnh lẽo được tạo ra từ vỏ kiếm trông hệt như sét đánh vậy. Đây là kỹ thuật dùng kiếm của Nhật Bản, cư hợp chạm. Dương Quan Quan không nhịn được mà kêu lên thật to. Năm ấy Diệp Thành từng đi một mạch về phía đông nước Nhật Bản, khiêu chiến các tông sư kiếm đạo của tất cả những đạo quán lớn, dĩ nhiên là anh ta phải học được một thứ gì đó trong khi đang tha hương ở nơi đất khách quê người. Anh ta đã tự biến đổi chiêu cư hợp chạm này để phù hợp cho chính bản thân mình sử dụng, cũng sáp nhập nó vào kiếm pháp của mình, hiệu quả đạt được khi chém ra chắc chắn là không giống như bản gốc, nhưng nói về lực sát thương thì hoàn toàn không hề kém cạnh chút nào. Luồng gió sinh ra từ nhát kiếm ấy nhanh đến mức gần như tìm đến chỗ đối phương trước cả khi chiêu thức được hoàn thành. Tề Đẳng Nhàn tung người lách sang bên trái, mũi kiếm xẹt qua phần áo trước ngực, một tiếng xoẹt vang lên, áo của hắn rách một đường. Tuy kiếm phong không hề tiếp xúc với da thịt nhưng cũng mang theo uy lực nhất định, khiến một vết xước nhỏ hiện ra trên làn da hắn. Một kiếm của Diệp Thành không trúng, anh ta bèn vung tay ném cả thanh kiếm lên không trung. Một tay của anh ta tháo vỏ kiếm rồi quăng nó lên khoảng không trước mặt, sau đó cầm chặt vào chuôi kiếm, tay còn lại cũng theo đó mà nối bước, cuối cùng cả hai tay đều giữ chặt lấy kiếm. Ha! Một tiếng giống giận kinh thiên động địa phát ra từ trong miệng của Diệp Thành ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà hai tay của anh ta hoàn toàn nắm chặt chuôi kiếm. Đi kèm với tiếng gầm gừ giống giận kia là một cú chém có được nhờ bộc phát thể năng trên khắp cơ thể. Nghênh phong nhất đao chạm. Không biết là ai trong số những người xung quanh nhận ra chiêu kiếm này của Diệp Thành và hét lên bằng giọng đầy kinh hãi. Đó cũng là kỹ thuật kiếm pháp của Nhật Bản. Nhật Bản vốn là một đất nước coi trọng võ thuật, nhưng vì sự khác biệt trong văn hóa nên bọn họ thường gọi thanh đao mình sử dụng là kiếm. Diệp Thành nói là sử dụng kỹ thuật kiếm pháp, nhưng thực ra anh ta đang sử dụng những kỹ xảo có bên trong kỹ thuật dùng đao, đặc biệt là lần này, thế mạnh như trẻ tre, cảm giác như có thể chém đôi cả thác nước, khiến nước chảy tách ra làm hai bên không thể hợp lại. Tề Đẳng Nhàn nhìn luồng gió sinh ra từ chiêu kiếm ấy đang nhắm thẳng vào khuôn mặt mình. Ánh sáng lạnh lẽo tới nỗi nhìn mà nhức cả mắt, vậy mà hắn vẫn chỉ đứng tại chỗ chứ không hề nhúc nhích, trông cứ như vì quá sợ hãi và choáng váng nên đã đánh mất khả năng phản xạ của mình vậy. Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Tề Đẳng Nhàn cũng mang lại cho mọi người một cảm giác rằng con người này không tồn tại, một chiêu kiếm của Diệp Thành cứ như là chém vào không khí. Diệp Thành chỉ có cảm giác rằng không biết nên đặt ý chí của cây kiếm mình vào đâu. Anh ta thất thần ngẩn ngơ trong một thoáng chốc rất ngắn ngủi. Chớp lấy giây phút thất thần đó, Tề Đẳng Nhàn đột nhiên sử dụng thế hầu tồn thân để ngồi xổm xuống tránh né những luồng gió mạnh sinh ra từ chiêu thức, đồng thời cước bộ cũng được kích hoạt, xông tới ngay trước mặt Diệp Thành. Bản thân chiêu nghênh phong nhất đao chạm đã là một chiêu không cùng chung sống chết với kẻ thù, một đao chém xuống là vận dụng sức lực của toàn bộ cơ thể. Đi cùng với uy lực bá đạo và mạnh mẽ là đồng thời phải mở rộng cả những huyệt đạo trung ương của bản thân mình, không có bất cứ cách nào để phòng ngự cả. Nếu kẻ ra chiêu không thể đánh chết đối thủ của mình thì cũng sẽ bị kẻ địch áp sát rồi đánh chết. Tề Đẳng Nhàn đã tới rất sát gần rồi, hắn áp tay vào ngực của Diệp Thành, hai tay khép lại rồi tách ra ở tư thế khum khum như một đóa hoa sen, sau đó bỗng nhiên nâng lên một chút. Bốp!
Cả hai tay của Tề Đẳng Nhàn đập một cái thật mạnh vào cằm của Diệp Thành. Một chiêu thức thuộc bát quái trưởng, lão viên quải ấn. Chỉ trong nháy mắt mà thanh kiếm đã tuột ra khỏi hai bàn tay của Diệp Thành, hai chân của anh ta lơ lửng trên mặt đất, cả người cũng bị nhấc bổng lên không trung. Hai bàn tay của Tề Đẳng Nhàn thì run lên thật mạnh, bờ vai hắn cũng run run, hắn giơ hai tay lên không trung một lúc rồi đập bôm bốp trên dưới hai lần, đánh vào vùng xung quanh hai bên phổi của Diệp Thành. Rắc, rắc. Tiếng gãy xương ở vị trí xương sườn của Diệp Thành vang lên, cơ thể vốn đang bay thẳng lên không trung bất chợt dừng lại, sau đó tiếp tục bay đi theo một hướng khác. Cơ thể của Diệp Thành thì vẫn còn đang ở trên không trung nhưng máu thì đã bắt đầu trào ra khỏi khoang miệng của anh ta. Tất cả mọi người đều ngơ ngác theo dõi cảnh tượng này, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Diệp Thành, một con người từng đi xuyên Nhật Bản theo hướng đông, cũng đã đạt được chiến tích khiến người đời kính nể, vậy mà lại bị đánh cho ra nông nỗi này. Bộp. Cơ thể của Diệp Thành nặng nề rơi xuống đất, thậm chí còn vô lực lăn trên đất vài vòng, cuối cùng anh ta ho khù khụ mấy tiếng, nôn ra từng ngụm máu lớn đỏ tươi. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, kiếm là vua của trăm loại vũ khí, không được phép để hơi thở phàm tục dính vào kiếm của một chiến binh. Anh bán mạng cho nhà họ Triệu, làm việc thay cho chúng, khiến thanh kiếm của chính bản thân anh bị lây dính hơi thở phàm tục, cũng khiến cả kiếm đạo của chính bản thân anh bị sỉ nhục nặng nề. Từ nay về sau anh đừng bao giờ chạm tay vào kiếm nữa. Một chiêu lão viên quải ấn mà Tề Đẳng Nhàn vừa mới thi triển ban nãy đã đánh vỡ nát phần xương cằm của Diệp Thành, hai trưởng ngay sau đó cũng đã làm dập nát vùng thịt hai bên phổi, đánh gãy xương sườn, khiến phổi của Diệp Thành chịu thương tích nặng nề. Nếu như anh ta là người thường thì chỉ sợ anh ta đã đi đời nhà ma ngay tại chỗ. Vậy nhưng dù sao Diệp Thành cũng là một cao thủ ở cấp bậc đại tông sư, có độ dẻo dai của cơ thể và ý chí sống sót cao hơn rất nhiều so với một người bình thường, thế nên anh ta không chết được. Có điều nếu phổi của anh ta đã bị thương nặng như vậy thì chỉ sợ sau này việc luyện công sẽ trở nên vô cùng khó khăn, thậm chí cứ mỗi lần đến mùa đông là một lần phổi của anh ta sẽ đau nhức khó mà chịu đựng được, chỉ cần thời tiết hơi lạnh một chút thôi là anh ta sẽ thở dốc phì phò như cái hộp bị thủng lỗ. Đồ đệ của Diệp Thành là Lôi Cuồng vội vàng bước vào bên trong sàn đấu. Anh ta nhìn thấy sư phụ của mình bị thương nặng đến như vậy thì không khỏi nổi giận đùng đùng, cậu có nhất thiết phải xuống tay nặng đến thế này hay không, không phải đây chỉ là một cuộc thi khảo sát thôi sao hả? Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh trả lời, anh ta chỉ một lòng muốn đâm chết tôi còn chưa giết anh ta là may cho anh ta lắm rồi. Thân là người tập võ, chết đi dưới nắm đấm của một người khác cũng chỉ là chuyện rất bình thường, nếu như ngay cả điều đó mà anh cũng không thể hiểu được thì sau này anh không cần luyện võ làm gì nữa đâu. Sắc mặt của Lôi Cuồng trở nên vô cùng tái nhợt, lời nói của Tề Đẳng Nhàn khiến anh ta không thể cãi lại nổi thêm một câu nào. Đa tạ cậu vì đã thủ hạ lưu tình, lời cậu nói là rất đúng, hẳn là chính tôi nên nghĩ lại về tư cách của bản thân mình thì hơn. Không nên để thanh kiếm của mình bị lây dính không khí phàm tục. Diệp Thành khẽ nhúc nhích cơ hàm của mình, nhờ vào sự giúp đỡ của Lôi Cuồng mà ngồi dậy trên đất, liên tục ho khan rồi nói bằng giọng yếu ớt vô cùng. Anh ta đã thua, nhưng thua tâm phục khẩu phục. Anh ta đã trình diễn hết mọi điều tinh túy của 81 thế kiếm cửu cung kiếm trong trận đấu võ này, vậy mà anh ta vẫn không thể khiến Tề Đẳng Nhàn tổn thương dù chỉ là một vết thương rất nhỏ. Sau đó anh ta thi triển hai tuyệt kỹ lớn của bản thân, mong là có thể lật ngược tình thế, vậy mà cuối cùng anh ta vẫn phải chịu thua. Chỉ có thể nói là tài nghệ không bằng người, anh ta không có bất kỳ câu nào là oán hận. Bạch Liễu đã mù mắt. Cô ấy không thể không mờ mịt hỏi, Diệp kiếm thần thua thật rồi sao? Đã thua rồi thật đấy, anh ta bị trúng một chiêu lão viên quải ấn vào dưới cằm, hai bên phổi thì mỗi bên trúng một trường, đoán chừng là tàn phế rồi cũng nên. Có một người ở gần đó thuật lại tình hình cho Bạch Liễu nghe. Nghe thấy những lời vừa rồi, Bạch Liễu không thể không thở dài một tiếng. Luyện văn hay luyện võ cũng đều chỉ là cống hiến cho nhà đế vương. Một khi quân nhân muốn xuất đầu lộ diện, vậy thì họ cần phải có một thể lực làm chỗ dựa vững chắc cho mình. Bọn họ cũng muốn tự mở môn phái hoặc lập tông phái của chính mình, nhưng đây đâu có phải chuyện dễ dàng cứ nói là sẽ làm được. Huống hồ quyền lực và của cải cũng là những thứ vô cùng thu hút con người, làm gì có ai có thể từ bỏ hai thứ này chỉ vì tín ngưỡng của bản thân cơ chứ.
con én từng làm tổ ở trong nhà họ Tạ và họ Vương thì nay cũng đã bay vào nhà dân chúng tầm thường. Thời đại này từ lâu đã không còn được như ngày trước nữa. Dường như Tề Đẳng Nhàn nhìn ra những gì mà Bạch Liễu đang nghĩ trong lòng, vì vậy hắn đột nhiên xoay người rồi nói một câu như vậy. Câu thơ này có ý tứ rất đơn giản, hai nhà họ Vương và họ Tạ vốn là quan to quý tộc, thế nhưng sau khi thời đại thay đổi thì những chú chim én chọn chỗ sinh sống là dưới mái hiên dưới xà nhà của họ nay cũng đã bỏ họ mà bay tới chỗ những người dân tầm thường khác. Bạch Liễu không nhìn được mà khẽ mấp máy đôi môi, đó là lý do mà cậu có thể chi triển được một quyền pháp vô địch đủ để tung hoành thế gian. Tề Đẳng Nhàn trả lời cô ấy, tôi có tín ngưỡng, tôi hiểu được lòng tôn trọng là gì, thế nhưng tôi sẽ không vì thế mà đi sùng bái quyền lực. Sở dĩ quyền pháp của tôi trở nên vô địch đủ để tung hoành thế gian là bởi tôi cũng giống như Ngọc Tiểu Long vậy, tôi không muốn nhường lại thế giới này cho những con người mà tôi khinh bỉ. Bốn vị giám khảo, Tề Đẳng Nhàn đã qua được hai người trong số đó. Bạch Liễu sử dụng Thái Cực Quyền, Diệp Thành sử dụng Cửu Cung Kiếm. Một người bị phế bỏ cả hai bên mắt, một người bị thương nặng ở phổi. Có lẽ nửa đời sau bọn họ cũng chỉ có thể làm sư phụ để dạy cho đồ đệ luyện công chứ cũng không thể tự mình ra trận được nữa. Dương Quan Quan cẩn thận suy nghĩ về những lời mà Tề Đẳng Nhàn đã nói, cô ta nghĩ cũng rất có lý chứ không sai. Tất cả mọi người ai cũng nói phải xem xét bản thân mình, sau đó xem xét chúng sinh, cuối cùng xem xét trời đất trong thiên hạ. Nhưng chỉ có một mình Tề Đẳng Nhàn là người duy nhất xem xét trời đất trong thiên hạ đầu tiên rồi sau đó xem xét chúng sinh, cuối cùng mới tự nhìn lại bản thân hắn. Tề Đẳng Nhàn bước đi trên một con đường không giống với con đường của những người bình thường, cũng có những quan niệm và đạo lý không giống với quan niệm và đạo lý của người thường. Ngay cả quan niệm và đạo lý của hắn về quyền thuật cũng vậy, hắn muốn sửa cũ thành mới, đánh vỡ những gì đã cũ của thời đại trước. Xem xét trời đất bao la, biết được vũ trụ bao la, ngước nhìn và ngưỡng mộ sự uy nghiêm của các vị thần linh cao lớn và kiêu ngạo, sau đó xem xét chúng sinh muôn màu, cuối cùng tự đặt bản thân mình vào cái tầm thường trước vũ trụ và thần linh, xem xét chính mình, có vậy mới có thể hiểu thấu được các vị thần ở chốn hư vô. Dương Quan Quan chậm rãi nói. 3.000 đại đạo, tất cả đều là thông hiểu về hỗn nguyên. Một khi đã luyện quyền pháp đến một trình độ thật cao thì tất nhiên sẽ thông hiểu về triết học, cũng thông hiểu về thần học. Dương Quan Quan bỗng nhiên mỉm cười rồi nói, thảo nào những nhân vật ở cấp bậc đại tông sư một khi đã luyện quyền pháp tới trình độ đỉnh cao thì sẽ đi tìm đọc một vài cuốn sách về triết học. Vào giờ phút này hoàn toàn không thể nhìn ra được Tề Đẳng Nhàn của lúc bình thường lại là một con người có tính cách tùy ý và thậm chí còn có chút cợt nhả, quanh thân hắn chỉ tỏa ra một phong thái phi thường hệt như bao nhiêu bậc tông sư khác. Long Á Nam đứng ở một bên không nhìn được mà hỏi, quyền pháp của cô cũng đã đạt tới loại cảnh giới này rồi sao? Dương Quan Quan lắc đầu trả lời, làm sao mà có thể như vậy được chứ, tôi chỉ cảm ngộ được một chút gì đó mà thôi. Có đôi khi quyền pháp của anh ta cũng tuân theo đạo lý không chết thì không dừng lại. Long Á Nam không thể không nhớ tới một câu mà chính Ngọc Tiểu Long cũng từng nói với cô ta, tôi có lý do để bắt buộc phải thắng. Cũng khó trách vì sao mà hai người kia hiện giờ lại đi đến bước đường liên thủ cùng nhau, có chung một mối thù. Tôi nghĩ chắc hẳn vị giám khảo thứ ba cũng không phải người đơn giản đâu chứ nhỉ. Tề Đẳng Nhàn lắc lắc nắm đấm dính đầy mồ hôi. Sải chân bước về phía cửa lớn như một anh hùng, tới thẳng võ trường thứ ba của cuộc thi khảo sát. Diệp Thành vừa ho khan vừa nói, dìu tôi đi sang đó xem trận chiến thứ ba, cậu ta đã đấu liền hai trận liên tiếp, chắc chắn sẽ hao tổn thể lực cực kỳ nhiều, trận thứ ba sẽ là lúc cậu ta phải thất bại. Bạch Liễu nói, người trấn giữ cửa ải thứ ba là Trích Tinh Thủ Chiêm Tinh, hắn ta có thân pháp vô cùng linh hoạt, di chuyển mờ mịt như một bóng ma, không có bất cứ dấu vết nào để tìm kiếm. Muốn bắt hắn ta cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Tuy cả hai người đều đã thua nhưng bọn họ đều muốn biết kết quả cuối cùng của cuộc thi khảo sát, vì vậy cả hai cùng đi theo Tề Đẳng Nhàn tới xem trận chiến thứ ba của hắn. Tất cả mọi người cũng đều nghĩ cuộc thi khảo sát lần này rất đặc sắc, cả giám khảo lẫn thí sinh đều không hề nương tay mỗi khi ra đòn, chiêu thức nào cũng là chiêu thức muốn dồn đối phương vào chỗ chết, thực sự quá kích thích rồi, vì vậy bọn họ cũng rối rít bám theo để quan sát trận chiến. Trích Tinh Thủ Chiêm Tinh, ngay khi vừa mới nhìn thấy giám khảo thứ ba, Long Á Nam lập tức nhíu mày một cái. Từ trận đấu đầu tiên, thông qua cách chiến đấu của Bạch Liễu,
cô ta đã nhận ra rằng phe đối thủ đang có một mục đích là tiêu hao dần thể lực của Tề Đẳng Nhan. Hiện tại Chiêm Tinh đã xuất hiện ở nơi này, người trấn giữ cửa ải cuối cùng lại là người đảm nhận chữ Long mang tên Diệp Phi Lưu, càng nghĩ cô ta lại càng cảm thấy không ổn. Thứ mà Chiêm Tinh am hiểu nhất là thân pháp, hắn ta linh hoạt và nhanh nhẹn như một con chim én, được người khác gọi bằng danh xưng Trích Tinh Thủ. Nếu Tề Đẳng Nhan muốn đánh cho hắn ta thành một người tàn phế thì chỉ sợ sẽ không dễ dàng gì. Vừa nhìn thấy Tề Đẳng Nhan, Chiêm Tinh đã ngay lập tức lên tiếng, quả nhiên là cậu còn lợi hại hơn so với những gì mà chúng tôi đã tưởng tượng, thậm chí tất cả chúng tôi còn đã cùng nhau nghiên cứu cậu trước khi cậu đặt chân tới đây. Tề Đẳng Nhan cười cười đáp lại, tôi sử dụng thành thạo những quyền pháp như hình ý quyền, bát quái quyền, thái cực quyền, cũng có biết một chút về những quyền pháp bên ngoài như bát cực quyền, thái tổ trường quyền, vịnh xuân quyền, đường lang quyền, liệu các anh đã nghiên cứu hết tất cả những thứ đó chưa? Chiêm Tinh nghiêm mặt nói, tôi không ngờ cậu lại lợi hại đến như vậy, cũng không ngờ cậu lại ra tay nặng đến như vậy. Tề Đẳng Nhan nói tiếp, nếu anh có cảm giác mình không thể đánh lại tôi được thì mau đầu hàng đi, đỡ cho sau này bị tôi đánh đến mức tàn phế. Các anh là đám người do nhà họ Triệu mời tới, khi ra tay thì tôi cũng sẽ không thủ hạ lưu tình một chút nào đâu. Trước khi Tề Đẳng Nhan đặt chân tới đây, Chiêm Tinh vẫn còn nghĩ nhà họ Triệu và Triệu Biện Tử phải tốn công phái ra một đội hình giám khảo như vậy là một chuyện quá sức thừa thãi, nhưng với tình hình hiện tại thì xem ra quyết định của bọn họ không hề thừa thãi một chút nào. Chỉ tiếc là Triệu Biện Tử còn chưa kịp ra tay với Tề Đẳng Nhan thì đã bị Tề Bất Ngữ đánh cho trọng thương, phải quay về đế đô để chữa trị. Hai cha con nhà này đều là những kẻ biến thái, rất khó để đối phó với họ. Để tôi nói rõ trước một điều nhé. Tôi không phải là đối thủ của cậu. Chiêm Tinh lạnh nhạt nói. À, Tề Đẳng Nhan cười đáp. Thế nên tôi sẽ chỉ né tránh những đòn tấn công của cậu mà thôi. Tôi là Chiêm Tinh, được những người khác gọi với một biệt hiệu là Trích Tinh Thủ, chắc hẳn cậu nên biết ý nghĩa của biệt hiệu đó là gì. Chiêm Tinh nói. Trích Tinh Thủ, là vì anh sóc lọ rất giỏi hay sao? Tề Đẳng Nhan sửng sốt rồi hỏi một câu như vậy. Bầu không khí vốn đang rất nghiêm túc bỗng nhiên sụp đổ hoàn toàn chỉ vì một câu hỏi của hắn. Một trận cười ầm ầm vang lên giữa đám người vây xung quanh đứng xem. Dương Quan Quan sửng sốt, sau đó sắc mặt cô ta đỏ bừng như quả cà chua chín, cô ta nói, vừa nãy tôi còn nghĩ anh ta rất có phong thái của một tông sư cơ, cái này. Long Á Nam lạnh lùng nói thêm, đúng là cái thứ mõm chó không mọc được ngà voi mà. Đến cả Chiêm Tinh cũng phải ngẩn người ra vì những lời mà Tề Đẳng Nhan vừa mới nói, có điều hắn ta không hề tức giận mà chỉ bảo với Tề Đẳng Nhan một câu rằng, tôi đã luyện công được quá nhiều năm rồi, trên tay chỉ toàn là vết chai, thế nên cũng chẳng dám sóc lọ nhiều đâu. Tề Đẳng Nhan bật cười ha ha một tiếng, con người anh rất hài hước đấy, tôi thích. Nhưng rồi hắn lại sầm mặt xuống và nói thêm, có điều nếu anh đã muốn cản đường tôi thì tôi vẫn sẽ phải đánh chết anh, không có ngoại lệ. Chiêm Tinh giơ hai tay lên rồi nghiêng người về phía trước, nghiêm túc nói, mời. Tề Đẳng Nhan cũng gật đầu rồi nói, mời. Hắn vừa mới nói dứt câu đã thấy Chiêm Tinh đột nhiên lùi ra phía sau một bước thật dài, duy trì khoảng cách 7 đến 8 mét so với Tề Đẳng Nhan, đó cũng là khoảng cách an toàn tuyệt đối. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Diệp Thành không nhịn được mà nói, xem ra sự thua cuộc của hai chúng ta đã khiến hắn ta có áp lực tâm lý rồi. Vừa mới bắt đầu đã né ra ở khoảng cách xa như vậy, nếu cứ thế này thì rất khó mà khiến Tề Đẳng Nhan tiêu hao nhiều thể lực như dự kiến. Bạch Liễu đáp lời anh ta, hắn ta không muốn bị tàn phế thì dĩ nhiên sẽ phải cẩn thận rồi. Diệp Thành nói, chỉ mong là Diệp Phi Lưu có thể ngăn cản con người này lại. Bạch Liễu tiếp tục nói, cái này thì khó mà xác định lắm. Vừa mới bắt đầu mà Chiêm Tinh đã bỏ chạy thật xa. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng ấy đều rất muốn bật cười. Có điều ngay từ đầu Chiêm Tinh cũng đã nói rõ rằng hắn ta không phải là đối thủ của Tề Đẳng Nhan, vì thế nên chắc chắn hắn ta sẽ phải chạy. Hắn ta muốn khiến anh phải tiêu hao thể lực đấy. Long Á Nam đứng ở một bên nói. Không phải cô đang nói những lời vô ích à? Tề Đẳng Nhan liếc mắt nhìn cô ta, hắn vẫn bình chân như vậy, chỉ giơ hai tay lên rồi quay sang mỉm cười với Chiêm Tinh. Chiêm Tinh chỉ vào đồng hồ và nói, thời gian cho mỗi bài thi sát hạch là 30 phút, nếu không thể có được sự tán thành của giám khảo bài thi trong vòng 30 phút đó thì coi như không thể qua được cửa ải này.
nếu cậu muốn nghỉ ngơi thì bây giờ hãy nghỉ ngơi luôn đi. Tề Đẳng Nhàn cũng nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ rồi hỏi, Diệp Phi Lưu đang chờ tôi ở phía sau phải không? Chiêm Tinh đáp lời, đúng vậy. Tề Đẳng Nhàn gật đầu rồi lại hỏi tiếp, anh có biết một thân công phu này của tôi đã được rèn luyện bằng cách nào hay không? Chiêm Tinh nhíu mày, không muốn nói gì thêm nữa, hắn ta nghĩ Tề Đẳng Nhàn chỉ đang cố tình phân tán sự chú ý của hắn ta để rồi sau đó sẽ tìm cơ hội ra tay trong lúc hắn ta đang sơ hở. Từ khi còn nhỏ tuổi tôi đã phải sống chung một chỗ với một đám người xấu xa, ngay cả cha của tôi cũng vậy, ông ấy là một người cực kỳ nghiêm khắc. Sau khi tôi vừa mới được học quyền cước không lâu, ông ấy bắt tôi một mình đấu với đám người xấu xa đó, anh hãy thử nghĩ một chút xem, làm sao mà tôi có thể là đối thủ của họ được cơ chứ? Chiêm Tinh bèn hỏi, thế nên? Tề Đẳng Nhàn trả lời, cũng vì thế nên ban đầu tôi chỉ có thể chạy trốn mà thôi, tôi chạy trốn khỏi bọn họ để đỡ cho lần nào bản thân cũng bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, đầu rơi máu chảy. Anh phải biết là đám người xấu xa đó xuống tay với tôi rất nặng. Sắc mặt của Chiêm Tinh dần trở nên nghiêm túc hơn hẳn, hắn ta tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, tôi muốn nói cho anh biết một điều này. Để rèn được một thân công pháp của hiện giờ, tôi đã phải trải qua những cuộc rèn luyện vô cùng nghiêm khắc từ khi còn rất nhỏ. Sau khi nói xong những lời này, Tề Đẳng Nhàn cười nhe răng trợn mắt, khom người cong eo xuống, cả người cứ như một con báo săn nhanh nhẹn đang chờ đợi vận sức. Trong nháy mắt khi Tề Đẳng Nhàn khom người cong eo xuống, cả người hắn cứ như một con báo săn nhanh nhẹn đang chờ đợi vận sức, tất cả mọi người đứng xung quanh nhìn vào cảnh tượng ấy, không hiểu vì sao mà bọn họ lại thực sự nảy sinh một ảo giác kỳ diệu rằng đó chính là một con báo hoang dã chứ không phải một con người sống sờ sờ. Tề Bất Ngữ cực kỳ nghiêm khắc với Tề Đẳng Nhàn, dĩ nhiên là bởi ông biết trong khoảng thời gian sau này thì tình hình sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Con người ta nhất định phải nỗ lực mới có thể đảm bảo được cuộc sống của mình, ít nhất là không thể bị những kẻ khác giết chết một cách đơn giản như vậy được. Ngoài việc phải so chiêu với cái đám người cặn bã trong nhà tù Udo mỗi ngày, phần lớn thời gian khi mùa đông tới thì Tề Đẳng Nhàn sẽ bị Tề Đẳng Nhàn bắt phải mặc vào một cái áo bông rất dày vá chẳng vá đụp, sau đó đi lên núi rồi quay về ở đầu kia của ngọn núi. Mùa đông đến, những cành cây trong núi đều héo khô, quần áo của hắn thì dễ rách. Chỉ cần đụng nhẹ vào cành cây cũng có thể tạo nên một lỗ thủng lớn. Cứ mỗi lỗ thủng lớn được tạo ra trên quần áo là một lần Tề Đẳng Nhàn bị đánh cho một trận đòn. Cũng chẳng biết Tề Đẳng Nhàn đã đi vào trong núi bao nhiêu năm, nhưng một năm nào đó, trên quần áo của hắn không còn vết rách mới nào nữa, cái đám người cặn bã trong Udo cũng không còn là đối thủ của hắn mà tên nào cũng bắt đầu gọi hắn bằng cái tên nhị đương gia với giọng điệu đầy kính trọng. Thứ đầu tiên mà Tề Bất Ngữ rèn luyện cho Tề Đẳng Nhàn chính là năng lực sinh tồn trong cõi chết, trên thế giới này có không biết bao nhiêu con người lợi hại, nếu không thể đánh bại được họ thì vẫn có thể chạy trốn được còn gì. Oanh! Xương cột sống của Tề Đẳng Nhàn run lên, gân cốt bung ra, tạo nên một tiếng động vừa vang dội vừa rất đặc biệt, nghe như tiếng dây cung của một cây cung làm bằng sừng trâu bật lại sau khi bị kéo căng hết cỡ. Cả cơ thể của Tề Đẳng Nhàn cứ như mũi tên được cột sống là dây cung bắn ra ngoài, nhắm thẳng về phía Chiêm Tinh đứng ở cách đó tận 10 thước. Nhìn thấy tốc độ của hắn nhanh như vậy, Chiêm Tinh cũng không nhịn được mà biến sắc mặt. Mỗi một bước chân chạm xuống mặt đất của Tề Đẳng Nhàn đều hết sức mềm mại, nhưng trong nháy mắt khi mũi chân chạm xuống đất thì hắn cũng sử dụng thật nhiều sức lực, từng bước chân đều tạo ra một lỗ thủng trên mặt đất. Bộp! Cả cơ thể của Chiêm Tinh lập tức nằm úp sấp trên mặt đất, nhìn qua cứ như là một con nhện nước khổng lồ. Trong lúc đó thì Tề Đẳng Nhàn đã tiến tới sát gần, hắn tung ra một quyền vào đúng lúc mà hắn ta nằm úp sấp xuống, nắm đấm cứ vậy mà rơi vào khoảng không. Nếu như là những cao thủ khác thì chắc chắn bọn họ sẽ nhân cơ hội này mà tấn công vào chân của Tề Đẳng Nhàn, có điều trong lòng Chiêm Tinh đã biết rất rõ rằng bản thân không phải là đối thủ của Tề Đẳng Nhàn từ lâu. Vậy nên hắn ta chỉ cần khiến hắn hao tổn càng nhiều thể lực càng tốt là được rồi. Cũng vì thế nên Chiêm Tinh không hề tấn công, cơ bắp ở hai vai và mông của hắn ta được kích hoạt cùng một lúc, hắn ta dùng hai tay hai chân bò trên mặt đất. Hắn ta bò với một tốc độ kinh hoàng, quả thực là tất cả sức lực trên cơ thể đều đã được khuếch trương đến mức cực hạn, trông giống hệt như loài nhện nước được tục xưng là ông chủ thuyền hoa, chỉ mới soạt soạt hai cái mà đã trượt tới một khoảng cách xa hơn những 5 mét.
Đây là thân pháp mà Chiêm Tinh đã lĩnh ngộ được thông qua việc quan sát hoạt động của loài nhện nước trong vòng vài năm, chi thủ đạp thủy, nếu như trận chiến này được diễn ra ở trên mặt nước thì chắc chắn tốc độ của hắn ta sẽ còn nhanh hơn như vậy nhiều. Diệp Thành đứng bên cạnh đó xem, không nhịn được mà lên tiếng cảm thán khen ngợi. Tề Đẳng Nhàn thì như một con báo săn, Chiêm Tinh thì như một con nhện nước. Một loài thì vô cùng mạnh mẽ, một loài thì vô cùng linh hoạt, đó là hai phong cách thể hiện tốc độ hoàn toàn khác hẳn nhau. Tề Đẳng Nhàn vặn eo về phía sau một cái, chỉ thuần túy nhờ vào sức mạnh ở eo và bụng mà đã có thể kéo cả người mình quay một vòng 180 độ, cơ mông phát huy đủ lực kích hoạt, cả người lại một lần nữa bật ra ngoài. Nhanh quá! Chiêm Tinh trông thấy cảnh tượng ấy mà ra đầu tê dại, sức mạnh cơ bắp từ eo và mông của Tề Đẳng Nhàn rốt cuộc đến từ đâu ra. Không ngờ ở trong tình huống đang di chuyển với tốc độ cao như vậy mà hắn còn có thể xoay người 180 độ, hơn nữa lực bật người của lần thứ hai thế mà vẫn giữ vững được tốc độ nhanh nhẹn như của lần thứ nhất. Chỉ trong nháy mắt mà Tề Đẳng Nhàn đã vào tới trước mặt Chiêm Tinh, hắn vừa giơ tay đã thi triển một loạt báo quyền nhắm thẳng vào khuôn mặt của hắn ta. Chiêm Tinh cong lưng nhún một cái, chống hai tay trên mặt đất, cả người giống như một chiếc thuyền nhẹ đang xuôi dòng, phịch một tiếng lui về phía sau, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen mờ mờ. Nhưng có một điều còn khoa trương hơn cả là gần như mỗi một quyền của Tề Đẳng Nhàn đều suýt thì chạm tới được sống mũi của hắn ta. Trong quyền thuật có một thuyết pháp được gọi là báo quyền liên hoàn, luyện tập quyền pháp bằng báo quyền, có nghĩa là tập trung toàn bộ sức lực vào một loạt đòn đánh nhanh và mạnh. Nhưng ở dưới tình huống như vậy mà Tề Đẳng Nhàn vẫn còn có thể đảm bảo cho những cú đấm của bản thân đuổi theo tốc độ của Chiêm Tinh, quả thực có chút quá đỗi kinh khủng. Chiêm Tinh bị một loạt những đòn báo quyền đó ép buộc phải lùi vào trong một góc, hắn ta nhanh chóng bật người nhảy lên, phía sau lưng dựa vào sát bức tường. Tề Đẳng Nhàn cũng ngay lập tức đứng dậy rồi đuổi theo, tung một cú đá nhắm thẳng vào phần bụng của Chiêm Tinh. Chiêm Tinh lấy khuỷu tay làm điểm tựa. Nâng người lên một nhịp rồi sau đó gập người sang bên trái, tránh được cú đá mạnh mẽ hệt như trời giáng của Tề Đẳng Nhàn. Cùng lúc đó, hai tay của hắn ta cấu thật mạnh vào trong bức tường, cả người bắt đầu leo lên bên trên soạt 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 như một con thằn lằn khổng lồ vậy. Sau khi cú đá như trời giáng rơi vào không trung, Tề Đẳng Nhàn lại liên tiếp tung ra hai cú đấm vừa nhanh lại vừa mạnh về phía Chiêm Tinh, nhưng tiếc là kết quả hai quyền này cũng thất bại, Chiêm Tinh đã bỏ đến tận trên vách tường rồi. Đáng sợ quá, con người này đáng sợ quá. Trong nội tâm của Chiêm Tinh chỉ toàn là sợ hãi, trong khi Tề Đẳng Nhàn thực hiện chuỗi động tác ban nãy thì trông hắn ta có vẻ như đang thong thả né tránh mà không cần sợ sệt, trên thực tế thì chỉ có một mình hắn ta biết rằng Tề Đẳng Nhàn đáng sợ biết bao nhiêu. Nếu như lúc đó có một cơ bắp nào trên khắp cơ thể hắn ta không kịp hoạt động theo mệnh lệnh của não bộ ngay lúc đó, hoặc là có một sợi dây thần kinh nào không kịp phản ứng lại, vậy thì chắc chắn sau cú bật người kia thì hắn ta sẽ rơi vào kết cục chết bất đắc kỳ tử. Chứng kiến cảnh tượng ấy, vẻ mặt của Diệp Thành vô cùng nghiêm trọng. Anh ta thực sự không ngờ rằng trên đời này lại có một người có thể bì kịp Chiêm Tinh về mặt thân pháp và tốc độ, hơn nữa còn vừa đuổi theo vừa đảm bảo rằng quyền cước của bản thân cũng có thể đuổi kịp được hắn ta. Chiêm Tinh chạy qua chạy lại trên tường như một con thằn lằn, chạy được khoảng vài mét thì bỗng nhiên cả người hắn ta rời ra khỏi tường. Cơ thể nghiêng nghiêng rồi rơi về một hướng khác, sau khi rơi xuống đất thì hắn ta lại tiếp tục dùng thân pháp mang tên chi thủ đạp thủy để nhanh chóng lui về phía sau. Không ngờ thân pháp này cũng có chút thú vị đấy, Tề Đẳng Nhàn xoay người lại rồi mỉm cười. Sắc mặt của Chiêm Tinh vô cùng nghiêm túc, hắn ta hỏi, cậu sử dụng báo quyền để đánh tôi thì chắc hẳn bây giờ cậu đang mệt chết đi được rồi đấy nhỉ. Vậy nhưng Tề Đẳng Nhàn lại chậm rãi uốn cong cả người về phía sau. Từng động tác của hắn giống Chiêm Tinh y như đúc. Trò đùa gì vậy, nhìn thấy cảnh tượng đó, Chiêm Tinh không thể không ngây ngẩn cả người. Hắn ta đã phải quan sát nhện nước trong nhiều năm mới có thể tổng hợp những quan sát ấy lại để sáng tạo ra bộ pháp chi thủ đạp thủy này, vậy mà Tề Đẳng Nhàn vừa mới giao chiến cùng mình chưa được bao lâu đã muốn bắt trước bừa hay sao? Diệp Thành đứng ở một bên theo dõi trận chiến cũng lắc đầu, thầm nghĩ chuyện này là không thể nào. Nhưng chỉ mới một giây sau mà sắc mặt của anh ta đã cứng đờ lại. Tề Đẳng Nhàn nhấc cả hai tay và hai chân lên, hành động giống hệt như một con nhện nước đang lướt trên mặt nước, cả người lướt về phía Chiêm Tinh bằng tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn. Bạch Liễu không nhịn được mà lên tiếng hỏi, có chuyện gì vừa xảy ra thế?
Chi thù đạp thủy, thân pháp át chủ bài của chiêm tinh, vậy mà cậu ta chỉ mới nhìn qua một lần đã học được rồi. Diệp Thành có cảm giác như hơi thở của mình cũng không còn được thông thuận như trước nữa. Cái gì? Cơ thể của Bạch Liễu run lên bần bật, tâm trạng của cô ấy rơi vào trạng thái vô cùng kích động khiến cho năng lực khống chế cơ thể lại giảm xuống một cách đáng báo động, máu tươi lại lần nữa chảy ra từ bên trong hốc mắt. Chiêm tinh chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại, chắc không phải con người đang đánh nhau với hắn ta thực chất lại là một con quái vật đấy chứ. Tề Đẳng Nhàn đã luyện võ được rất nhiều năm, cảnh giới công phu của hắn từ lâu đã đạt đến trình độ không thể nào phỏng đoán được nữa. Ban nãy hắn vừa tiến hành công kích vừa tập trung quan sát để cuối cùng có thể nắm được cách thức sử dụng cơ thể của chiêm tinh, nhanh chóng có thể bắt chước được hành động của hắn ta. Chỉ trong nháy mắt mà hắn đã chạy tới trước mặt chiêm tinh, lại tiếp tục bật người đứng dậy, kế đến là một quyền tung ra nhắm thẳng vào mặt. Uy lực của một quyền này quả thực vô cùng kinh khủng, cơn gió tạo ra từ cú đấm khiến cho đôi mắt của chiêm tinh thậm chí còn không thể nào mở được. Chiêm tinh lại lần nữa vội vàng cong cả cơ thể xuống, hai chân đạp đất một cái, tiếp tục lùi về phía sau. Vậy nhưng Tề Đẳng Nhàn lại chỉ nhếch miệng nở nụ cười, phần hông lắc một cái thật mạnh để sử dụng thân pháp phi cơ bộ mà hắn tự mình nghĩ ra, cơ thể có vẻ như đang hoạt động theo hình rồng nhưng thực ra cả người lại cúi xuống cực kỳ thấp. Đây chính là một chiêu mà cậu ta đã sử dụng để ôm lấy Mã Tây Long rồi quăng ngã anh ta xuống đất, tốc độ nhanh quá. Chiêm tinh cảm thấy bản thân không thể trốn thoát được nữa rồi, chỉ có thể ngẩng cao đầu rồi gồng cơ bắp lên để chống đỡ một quyền của hắn. Trong bước di chuyển cuối cùng, Tề Đẳng Nhàn đã chuyển rời trọng tâm về phía trước, cả người khom xuống, một quyền hệt như pháo nổ, cột sống cứ như dây cung, bằng một tiếng, nắm đấm của hắn chính là mũi tên được dây cung bắn ra ngoài. Đây là chiêu loan cung xạ hổ của Thái Cực Quyền, Diệp Thành nói. Sức lực của cậu ta thật mạnh mẽ làm sao, Bạch Liễu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng chỉ cần nghe âm thanh kia là cô ấy đã hiểu được rằng một quyền này của Tề Đẳng Nhàn ẩn chứa công lực mạnh mẽ biết bao nhiêu. Ở giữa hiện trường có nhiều người như vậy nhưng chỉ có một mình Diệp Thành là có thể nhìn ra nhiều thứ nhất trong trận chiến. Cho dù là hai người Dương Quan Quan và Long Á Nam thì cũng đều có cảm giác như lạc vào giữa một màn sương mờ mịt. Động tác của hai người đang giao chiến ở kia thực sự quá nhanh, đôi mắt của bọn họ không thể theo kịp nữa. Chiêm tinh bị Tề Đẳng Nhàn thi triển một quyền đấm thẳng vào hai cánh tay đang chắn trước ngực, làm cho hắn ta có cảm giác như là hai cánh tay mình sắp nứt cả ra. Cái con người này đã chiến đấu trong hai trận liên tiếp, vừa rồi khi truy đuổi mình thì lại tiêu hao nhiều thể lực đến vậy, thế mà tại sao bây giờ lực đấm của cậu ta vẫn còn mạnh như vậy? Chiêm tinh nghĩ mà có cảm giác như hàm răng mình đang lung lay như thể sắp rụng hết cả ra ngoài. Hắn ta vừa định cử động thì đã thấy Tề Đẳng Nhàn tiếp tục bồi thêm một cú phách quyền nữa nhanh như sấm sét. Bất đắc dĩ, hắn ta chỉ có thể đỡ lấy cú phách quyền này mà thôi. Cú đấm này lại tiếp tục bị chiêm tinh chặn lại, nhưng hắn ta có cảm giác như thể tất cả mọi sức lực của cú phách quyền này đều theo hai cánh tay của hắn ta mà truyền vào trong cơ thể. Sau đó hệt như hai cây đinh to tướng đâm vào hai chân của hắn ta. Một khi đã luyện phách quyền đến mức cao siêu thì quyền cước đi xuống liền có thể đánh cho đối phương phải đứng im tại chỗ, không thể nhúc nhích trong một khoảng thời gian ngắn. Tinh thần ẩn chứa trong phách quyền của Tề Đẳng Nhàn cũng đã sớm đạt đến trình độ này rồi, thậm chí là còn có phần khoa trương hơn nữa. Lần này chiêm tinh biết mọi chuyện không hay rồi, hắn ta có cảm giác như thể có người đã đổ chì vào hai chân của mình. Có muốn di chuyển cũng vô cùng khó khăn. Đã đến lúc anh gia nhập bọn cùng hai người kia rồi đấy. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói một câu, sau đó nhấc đùi phải, công lực khiến cho đùi phải của hắn quét tới chỗ chiêm tinh như một cây búa không lồ. Chiêm tinh cũng muốn nhấc chân lên cản lại nhưng không thể làm được, bị Tề Đẳng Nhàn dùng một cước đá vào bên cạnh đầu gối, chẳng khác gì một cây đại thụ bị búa đốn thẳng vào gốc rễ, cả người nghiêng ngả rồi ngã xuống phía dưới. Cơ thể của hắn ta còn chưa chạm xuống đất thì Tề Đẳng Nhàn lại tiếp tục nhấc chân trái lên, lại tiếp tục bồi thêm một cước nữa vào bên sườn của phía còn lại. Vị trí bên cạnh đầu gối phải của chiêm tinh trúng chiêu ngay lập tức, cơ thể của hắn ta lại nghiêng về phía bên trái. Dầm! Cơ thể của hắn ta nặng nề ngã xuống đất, cũng vì phải nhận lấy một cước kia mà hai cái đùi bị bẻ gãy thành một độ cong vô cùng khoa trương, một tiếng kêu đầy đau đớn cũng lập tức truyền ra từ trong miệng hắn ta. Tề Đẳng Nhàn đưa chân của mình về chỗ cũ, mặt không đổi sắc,
sau đó hắn chỉ cười lạnh một tiếng, đã dám trở thành con chó của nhà họ Triệu để bọn chúng phái tới đây nhắm vào một mục tiêu là tôi thì cũng sẽ chỉ có kết quả như vậy mà thôi, nửa đời sau anh cũng sẽ trở thành một kẻ tàn tật vô dụng. Chiêm Tinh vừa rên rỉ vừa nằm dưới đất ôm lấy hai chân của mình, cảm thấy đau đớn đến mức cả người co quắp lại. Hắn ta cảm nhận được có chất lỏng nào đó đang chảy ra từ trong xương của mình. Đó là cốt tủy. Hai cú đá này của Tề Đẳng Nhàn trực tiếp đá vỡ nát cả xương cốt của hắn ta, đến cả gân cốt cũng phải chịu lực tác động lớn đến mức nát bấy như thịt vụn, không một ai có thể cứu được đôi chân của hắn ta nữa rồi. Chứng kiến một màn như vậy, Diệp Thành không nhịn được mà khe khẽ thở dài một cái, Tề Đẳng Nhàn ra tay quá mức tàn bạo, gần như không để lại một chút đường lui nào cho đối thủ của hắn cả. Đầu tiên là hắn đâm thủng hai con mắt của Bạch Liễu, sau đó lại khiến hai lá phổi của anh ta bị thương nặng, còn bây giờ thì Tề Đẳng Nhàn lại trực tiếp đá cho đôi chân của Chiêm Tinh tàn phế luôn. Đối với những quân nhân như bọn họ, biến thành kẻ vô dụng và tàn phế còn không sảng khoái bằng bị giết chết ngay lập tức. Không biết liệu Diệp Phi Lưu có thể bắt cậu ta lại được hay không đây, có lẽ bây giờ cậu ta cũng đã phải tiêu tốn tương đối nhiều thể lực. Hơn nữa, Diệp Phi Lưu lại còn là người có công lực cao nhất trong số 4 người chúng ta. Diệp Thành thầm nghĩ. Chiêm Tinh khổ sở nhìn Tề Đẳng Nhàn rồi nói, cậu ra tay tàn nhẫn, không để lại đường lui cho đối thủ, rồi sớm muộn gì cậu cũng sẽ gặp báo ứng mà thôi. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng đáp lời hắn ta, các người nghe theo mệnh lệnh của nhà họ Triệu để tới đây gây khó dễ cho tôi, vậy mà tôi còn phải làm một thánh mẫu sao hả? Tôi còn chưa đánh chết các người là đã coi như tôi nhân từ lắm rồi. Tề Đẳng Nhàn cũng không muốn bản thân bị coi là một kẻ có danh tiếng độc ác lan xa, Bạch Liễu, Diệp Thành, Chiêm Tinh, dù có nói thế nào đi chăng nữa thì ba con người này cũng là giám khảo, nếu như hắn đánh chết cả ba người này thì sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn. Hắn chỉ cần khiến cho bọn họ trở thành tàn phế là tốt rồi, một khi đã trở thành người tàn phế và vô dụng thì bọn họ cũng không thể làm việc theo mệnh lệnh của nhà họ Chịu được nữa, cũng không thể trở thành chướng ngại vật cản bước hắn nữa. Cậu đã đánh 3 trận liên tiếp, lại tiêu tốn nhiều thể lực như vậy ở nơi này của tôi, chắc chắn cậu sẽ phải chết vào trận đánh thứ tư. Chiêm Tinh giữ tợn buông lời nguyền rủa đối với Tề Đẳng Nhàn. Diệp Phi Lưu đúng không? Anh ta có làm con chuột nhắt núp ở cuối cùng cũng không sao đâu, tôi đã nói rồi, tôi sẽ đập vỡ hết hàm răng của anh ta. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên đáp lại, hắn căn bản không coi những gì mà Chiêm Tinh vừa nói là chuyện đáng kể. Long Á Nam không thể không âm thầm bội phục Tề Đẳng Nhàn một vạn lần trong lòng, nhà họ Triệu đã giở trò chơi xấu để lặng lẽ thay đổi giám khảo phụ thành 3 nhân vật lợi hại như vậy, thế mà Tề Đẳng Nhàn vượt ải nào là chém tướng đấy, dễ dàng cứ như chém dưa thái rau. Bạch Liễu, Diệp Thành, Chiêm Tinh, ba người này đều đã bị Tề Đẳng Nhàn đánh cho rất đài, nhất là trận chiến của Diệp Thành lại càng đặc sắc đến cực hạn. Trước đây mình đúng là có mắt như mù, dám coi thường người khác. Sự cường đại của anh ta đã vượt lên trên tất cả mọi người rồi. Long Á Nam âm thầm thở dài một tiếng trong lòng, thậm chí cô ta còn có cảm giác như bản thân đã bắt đầu có chút gì đó là sùng bái khí chất tông sư toát ra trên người Tề Đẳng Nhàn nữa. Dương Quan Quan chứng kiến hết từ đầu đến cuối, một hồi lâu sau mới có thể nói được một câu, khó trách nếu như muốn công phu của bản thân tăng vọt thì phải không ngừng trải qua những trận thực chiến sinh tử. Phải trải qua những trận chiến gay cấn và kích thích như vậy, làm sao con người có thể không trưởng thành được chứ? Cô ta cũng âm thầm nảy sinh cảm giác muốn thử sức mình trong nội tâm, nhiệt huyết cứ thế mà sôi trào, cô ta mong đến một ngày công phu của mình cũng chạm đến đỉnh cao và bản thân có thể trở thành một anh hùng càn quét cả thiên hạ này như Tề Đẳng Nhàn vậy. Đây là người do vị đại lão nào đặc biệt mời tới thế, thật là lợi hại biết bao, không ngờ cậu ta lại có thể đánh bại từng người một. Ba vị giám khảo này nằm ở cấp bậc tông sư đấy. Cậu ta mạnh quá đi mất, có điều xuống tay cũng khá là tàn nhẫn. Anh thì biết cái gì, trong những trận chiến dính đến thể diện của các vị cấp cao như thế này thì đương nhiên là bọn họ không thể hạ thủ lưu tình được, nếu không thì làm sao có thể đạt được hiệu quả giết gà dọa khỉ cơ chứ. Đã đến cửa ải cuối cùng rồi đây, người trấn giữ cửa ải cuối cùng là giám khảo chính đấy. Chính là Diệp Phi Lưu vô cùng nổi tiếng. Một trong những người nắm giữ chữ Long. Những người đang đứng xem cuộc chiến ở hiện trường cũng đều cảm thấy cảm xúc dâng trào, bọn họ chỉ nghĩ trong lòng rằng cuộc chiến này thực sự là một màn trình diễn vô cùng đặc sắc,
khiến cho người ta mở rộng tầm mắt, căn bản không hề muốn Tề Đẳng Nhàn cứ thế mà dừng lại. Long Á Nam nói, đây là cửa ải cuối cùng rồi, anh ngàn vạn lần phải hết sức cẩn thận, đừng để bản thân thất bại chỉ trong gang tấc. Công lực của Diệp Phi Lưu cũng cao hơn một chút so với ba người bọn họ đấy. Tề Đẳng Nhàn đáp lại, tôi biết rồi, cô không cần phải nhiều lời nữa đâu. Nếu như là lúc trước thì có thể Long Á Nam vẫn sẽ cảm thấy Tề Đẳng Nhàn quá qua loa và khinh địch, nhưng hiện tại thì trong lòng của cô ta chỉ có sự ngưỡng mộ mà thôi. Sau khi nói xong những lời này, Tề Đẳng Nhàn trực tiếp chuyển hướng đi về phía võ trường cuối cùng của cuộc thi. Diệp Phi Lưu đang đứng ở nơi đó chờ đợi hắn. Anh không cần nghỉ ngơi một chút nào hay sao? Tham gia ba trận chiến đấu liên tục thì chắc hẳn là phải mệt mỏi lắm. Long Á Nam hỏi, cô ta có chút lo lắng. Tôi đang chiếm thế thượng phong, thế như trẻ tre, sao mà phải nghỉ ngơi làm gì? Tề Đẳng Nhàn chỉ nở một nụ cười tiêu sái mang theo cảm giác tự tin của nhà vô địch, sau đó bước vào trong cánh cửa. Đằng sau cánh cửa là thân hình của Diệp Phi Lưu đập vào mắt Tề Đẳng Nhàn. Diệp Phi Lưu đứng ở nơi đó, bên cạnh hắn ta dựng thẳng một cây thương khổng lồ dài hơn 2 mét, đầu thương sáng lấp lánh, nhờ có bao nhiêu năm tháng mài giũa nên mà cây thương này trở nên bóng loáng đến lạ thường. Diệp Phi Lưu chỉ cần đứng ở nơi đó mà cũng đã toát lên một cảm giác áp lực vô cùng mạnh mẽ rồi. Không ngờ cậu lại lợi hại như vậy, có thể qua được cả ba cửa ải phía trước. Khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, Diệp Phi Lưu không nhịn được mà lạnh nhạt cất tiếng. Bây giờ thì tôi không muốn nói những lời vô ích với anh, tôi chỉ muốn đấm gãy hết tất cả những cái răng mọc trong miệng anh thôi. Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên nhe răng ra cười, sau đó đưa mắt nhìn về phía cây thương ở bên cạnh Diệp Phi Lưu. Vào lần trước tôi cũng đã chạm mặt với một người sử dụng cây thương dài như thế này, tên là Từ Ngọc Giai, không biết là so với ông ta thì anh sẽ như thế nào nhỉ? Mong là anh có thể mạnh mẽ hơn ông ta một chút. Từ Ngọc Giai chính là người của nhà họ Từ ở Đế Đô, ông ta đã bảo vệ nhà họ Từ nhiều năm, một thân công lực cũng vô cùng cao siêu, nhưng chẳng phải là cuối cùng ông ta cũng bị Tề Đẳng Nhàn phế bỏ với tốc độ rất nhanh hay sao? Diệp Phi Lưu chỉ lạnh lùng nói, nếu như cậu đã đánh liên tiếp ba trận mà tôi lại dùng thương thì đối với cậu mà nói cũng ít nhiều có chút không công bằng. Ngày hôm nay tôi sẽ đánh với cậu bằng tay không? Tề Đẳng Nhàn chậm rãi đi vào bên trong võ trường rồi nói, không cần nói nhảm nhiều lời nữa, mau tranh thủ thời gian mà bắt đầu đi, tôi cũng có chút mệt rồi đây này. Diệp Phi Lưu bèn chắp tay rồi nói, mời. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên đáp lại hắn ta, mời. Vào thời khắc này, tất cả mọi người đều không nhịn được mà nín thở nhìn chằm chằm hai con người ở trên võ trường. Trận đấu này mới thực sự là màn trình diễn đặc sắc nhất. Nếu như Diệp Phi Lưu đã có thể đóng vai trò người chấn giữ cửa ải cuối cùng trong số 4 người thì dĩ nhiên là hắn ta cũng phải có một chút vốn liếng. Tề Đẳng Nhàn đã liên tiếp tham gia vào 3 trận chiến, thoạt nhìn thì có vẻ không có chuyện gì, nhưng thực ra hắn đã bị ép tiêu hao một lượng thể lực lớn vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí Tề Đẳng Nhàn còn có thể cảm giác được trong cơ thể mình đã tích tụ cực kỳ nhiều axit lactic. Cứ mỗi lần hắn bắt đầu vận dụng sức lực thì sẽ cảm thấy hơi nhoi nhói và đau nhức ở các bắp cơ. Nếu như là bình thường thì một chút cảm giác đau nhức này sẽ không có ảnh hưởng gì nhiều cho lắm, nhưng nó lại là một nhược điểm chí mạng khi xuất hiện bên trong những trận chiến có cường độ cao, bởi vì đau đớn cũng có thể khiến con người ta phân tâm nữa. Dĩ nhiên là Diệp Phi Lưu cũng đã nhận ra điều này, cũng vì thế nên hắn ta cho rằng trận chiến này không có gì là khó khăn cả, hắn ta chỉ cần đánh bại Tề Đẳng Nhàn. Thậm chí là biến Tề Đẳng Nhàn thành một con người tàn phế, vậy thì đã là một thành công lớn đối với hắn ta rồi. Hô! Tề Đẳng Nhàn thở ra một hơi, sau đó tự đặt mình vào trong một thế đứng của hình ý quyền, hai tay một trước một sau giơ cao, trông như có vẻ hắn đang cầm một cây thương khổng lồ bằng hai bàn tay đó vậy. Tuy rằng Diệp Phi Lưu đang nghĩ trong lòng rằng chắc chắn mình sẽ thắng mà không cần bàn cãi gì nữa. Nhưng hắn ta cũng không hề khinh địch mà cũng bắt đầu vào một thế đứng sẵn sàng tiếp chiêu. Động tác của cậu ta rất chậm chạp, về cơ bản thì cậu ta hoàn toàn không thể giành được phần thắng trước Diệp Phi Lưu. Sau khi nhìn thấy những hành động của Tề Đẳng Nhàn, Diệp Thành không nhịn được mà nheo hai mắt lại rồi trầm giọng nói. Phải đấy, tôi cũng đã nhận ra rồi, hiện tại thì bắp chân của cậu ta đang có độ căng cứng rất cao. Ban nãy cậu ta đã sử dụng quá nhiều sức lực ở hai chân khi đuổi theo tôi ban nãy.
Chiêm Tinh đã bị phế bỏ hai chân, giờ phút này đang được hai người khác đỡ lấy, hắn ta cười lạnh. Bạch Liễu lắc đầu nói, các anh không nên coi thường cậu ta đâu, bây giờ thì tôi đã không còn hai mắt nên không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng nếu như cậu ta đã dám bước vào trận chiến này mà không cần nghỉ ngơi một giây phút nào hết thì chứng tỏ cậu ta cũng đã nghĩ đến cách đối phó với tình trạng cơ thể của cậu ta lúc này rồi. Tất cả mọi người lúc này đều cảm thấy hình như Bạch Liễu đã bị Tề Đẳng Nhàn đấm vỡ gan rồi thì phải, đến cả năng lực nhận thức những điều cơ bản nhất mà cô ấy cũng không có nữa. Hoặc là cũng có thể là do cô ấy đã bị đánh cho mù cả hai mắt nên không thể thấy rõ được tình hình đang diễn ra bây giờ. Tới rồi, Diệp Thành bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Không ngờ là Tề Đẳng Nhàn lại là người ra tay bắt đầu trận chiến trước, hắn húc mạnh đùi phải của mình xuống mặt đất, ngay lập tức thi triển một cú đá hình xoắn ốc với lực độ rất mạnh, cả người hắn vọt về phía Diệp Phi Lưu có vẻ cao sừng sững như một ngọn núi khổng lồ. Ưng ực. Cùng lúc đó, bên trong cổ họng của Tề Đẳng Nhàn truyền đến tiếng nuốt nước bọt, đầu lưỡi của hắn dính sát vào vòng họng trên. Thể lực trên khắp cơ thể gần như bùng nổ ra ngoài chỉ trong nháy mắt. Diệp Phi Lưu hét to lên một tiếng, đến đây đi nào. Tề Đẳng Nhàn đã vào tới vị trí bên cạnh Diệp Phi Lưu, cả cơ thể hắn khuỵu xuống, sau đó vừa giơ tay lên đã thi triển một cú băng quyền. Diệp Phi Lưu thì lại không hề nhượng bộ một chút nào mà cũng giơ nắm đấm lên để nghênh đón cú băng quyền mà Tề Đẳng Nhàn đang tung ra. Hai cú đấm của hai đối thủ trên sàn đấu va vào nhau thật mạnh, tạo ra một tiếng nổ ầm ầm vô cùng đinh tai nhức óc. Tề Đẳng Nhàn vẫn cứ mặt không đổi sắc, hắn hơi khom người hạ eo xuống để bước vào thế đứng tấn, dẫn khí tức nội liễm vào bên trong đan điền, một tiếng kêu đầy đau đớn phát ra từ bên trong miệng hắn, khí huyết bên trong cơ thể cũng theo đó mà được phát động, quả thực là như một cơn sóng dữ dội đổ ập vào bờ biển. Cùng lúc đó thì gương mặt của Diệp Phi Lưu cũng biến sắc. Bởi vì hắn ta cảm nhận được rằng sau khi khí huyết của Tề Đẳng Nhàn bắt đầu được khởi động thì đang có một luồng khí lực màu bạc mờ mờ bốc lên rồi truyền đến hai nắm đấm của hắn. Bốp! Cánh tay của Diệp Phi Lưu bị đấm mạnh đến nỗi hắn ta phải lùi về sau một bước, từ xương cốt của hắn truyền ra một tiếng vang lanh lảnh. Ngay sau khoảnh khắc đó, trước ánh mắt theo dõi của tất cả mọi người có mặt tại hiện trường, hai chân của Diệp Phi Lưu bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất và cả người hắn ta bay bổng về phía sau một cách vô cùng khó tin. Dương Quan Quan đứng ở phía sau thất thanh hô lên một tiếng, cự mãng thổ đan. Cự mãng thổ đan là công phu có được nhờ vận dụng một loạt động tác như ngưng tụ khí huyết vào trong đan điền, dồn ép những cơ bắp của trái tim, sau đó bộc phát tất cả chỉ trong nháy mắt, lực xung kích mà nó tạo ra có thể nói là vô cùng kinh khủng. Cô ta đã từng sử dụng chiêu thức này và phối hợp cùng với chiêu thức hoàng cầu tát niệu để chuyển bại thành thắng, sau đó dùng một cước đạp nát hai hòn bi của Sở Thiên Dương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 41.